chương 61. 61. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giảng ngưng chưa hề hoài nghi tới bùi cẩn quan tâm nàng, dù là không đề cập tới đi mấy năm, đơn mấy ngày trước đây cha nàng sự tình liền là một cọc. Nhưng nàng nhưng cũng không nghĩ tới, bùi cẩn sẽ như vậy quan tâm nàng, hắn sắc mặt lạnh chìm nói những lời này, để giảng ngưng nghĩ đến giảng thành nguyên. Đại ca thương nàng, cho nên mới khí, mới nghĩ đến nhiều như vậy nhưng bùi cẩn cũng nghĩ đến nhiều như vậy cũng tức giận như vậy hắn sợ là thật coi nàng là vãn bối đối đãi cho nên biết rõ nàng cùng tề ngọc càng thân cận chút vẫn là tức thành bộ dáng này giản ngưng trong lòng rất cảm động nhưng cũng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục sinh khí mặc dù mình đề cập có chút xấu hổ nhưng nàng không nói cũng không ai giúp nàng nói tiểu cửu cửu ngài đừng nóng giận nàng nhỏ giọng nói kỳ thật mới mới vừa rồi không phải tam biểu ca không tôn trọng ta động tay động chân với ta nhưng thật ra là là ta chủ động giản ngưng thanh âm càng nói càng thấp một cái cô nương gia chủ động ôm lấy nam nhân mặc kệ tại ai trước mặt chính miệng thừa nhận đều là đủ cảm thấy khó xử nàng không chỉ thanh âm thấp đầu cũng thật sâu thấp xuống bởi vậy tự nhiên bỏ qua bùi cẩn đáy mắt một nháy mắt chấn kinh thất thần đi theo là nhàn nhạt nhẹ trào đúng vậy a à tiểu cô nương kiểu gì cũng sẽ lớn lên lại nói giảng ngưng nguyên bản cũng không phải thật tiểu cô nương chỉ bất quá sinh tiểu cô nương bộ dáng thôi nàng đã sống hai đời có ngốc cũng có thể nhìn ra được ai là thật thích nàng tề ngọc bùi cẩn có thể không cần nghĩ liền nói ra hắn vô số khuyết điểm nhưng lại nói không nên lời hắn đối giảng ngưng là hư tình giả ý nha hắn nhàn nhạt lên tiếng trong thanh âm không mang theo tình cảm giản ngưng đợi lâu không đến đến tiếp sau không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn hắn cũng đang nhìn nàng sắc mặt lạnh con mắt bình tĩnh nàng xem không hiểu nhưng lại trước tiên nghĩ đến hắn có phải hay không sinh tề ngọc tức giận nàng đã giúp tề ngọc nói một lần xin lỗi nàng bản năng cảm thấy bùi cẩn tựa hồ cũng không thích nàng làm như thế cho nên giờ phút này nàng liền không nhắc lại bùi cẩn trước dời ánh mắt bởi vì nhìn xem thời khắc này giảng ngưng, cho dù nàng vẫn là thiếu nữ bộ dáng, có thể nghĩ đến mới nàng cùng tề ngọc ôm ở cùng một chỗ, trong đầu không tự chủ được liền muốn càng nhiều. Giảng ngưng thích tề ngọc, rất thích, hiện tại vẫn chỉ là sau lưng lén lúc tiếp xúc, nhưng rất nhanh nàng liền sẽ tự nguyện trở thành tề ngọc người, đem nàng trong hai đời, hết thảy giao cho tề ngọc. Có lẽ nàng sẽ còn vì tề ngọc sinh con dưỡng cái, cùng tề ngọc bạch đầu giai lão. Nghĩ tới đây, bùi cẩn trong lòng không hiểu thấu có chút đau buồn. Chắn lợi hại. Để hắn liền giảng ngưng đều không muốn nhìn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế tại làm bằng gỗ mặt đất sát qua, phát ra chói tai thanh âm. Tiểu cửu cửu. giảng ngưng giọng nói mang vẻ kinh ngạc. Bùi cẩn thì đã quay người đưa lưng về phía nàng, ngữ khí bình thản nói. Ừm, giống như ngươi nói, chỉ cần cuối cùng ta có thể đạt thành mục đích của ta, quá trình thế nào không trọng yếu. Giản Ngưng cơ hồ là vui vẻ bắt lấy hắn ống tay áo, tiểu cửu cửu, vậy ngài không sinh tề ngọc tức giận. Bùi Cẩn chịu đựng không có quay đầu. Hắn biết Giản Ngưng giờ phút này một mặt ngạc nhiên bộ dáng nhất định nhìn rất đẹp, thế nhưng là hắn cảm thấy nếu là nhìn nhất định cảm thấy chướng mắt. Hắn đưa tay túng trở về ống tay áo của mình, sau đó cũng không quay đầu lại, đi. Một đường bước chân vội vàng, đi đến đầu bậc thang lúc lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về đối diện thang lầu một gian sương phòng nhìn sang. Cái kia sương phòng chỉ mở ra một đạo nho nhỏ khe hẹp, nhưng cái kia khe hẹp bên trong lộ ra áo choàng một góc, Bùi Cẩn lại nhận được, là Tề Ngọc trốn ở bên trong. Hắn không có quản. Tựa như một trận gió ra trà lâu, lên xe ngựa. Đánh xe chính là Tương Đào, hắn vốn là có việc muốn cùng Bùi Cẩn nói, nhưng tại trông thấy Bùi Cẩn sắc mặt về sau, nuốt xuống lời đến khóe miệng trong trà lâu, giả ngưng cũng không hiểu thấu. Nàng biết bùi cẩn vẫn là sinh khí, nhưng hắn rõ ràng đã nói, chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích, quá trình có thể không quan tâm. Vậy hắn đang giận cái gì? Không phải khí tề ngọc, chẳng lẽ là trêu tức nàng? Trêu tức nàng cái gì? Trêu tức nàng quá mức không thận trọng sao? Giả ngưng nhíu mày suy tư thời điểm, tề ngọc đến đây. Nàng đành phải tạm thời buông ra việc này, trước ứng phó tề ngọc. Tề Ngọc cẩn thận đánh giá giảng ngưng một lần, xác nhận nàng hảo hảo không có chuyện, mới nói. Ta mới nhìn rõ bùi cẩn nổi giận đùng đùng đi. Cũng không, giảng ngưng nhẹ gật đầu. Tề Ngọc hỏi. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Giảng ngưng vô ý thức liền không muốn nói, cô nương gia không thận trọng cũng không phải cái gì công việc tốt, mà lại đây cũng là suy đoán của nàng, không làm được chuẩn. Nàng nhân tiện nói. Không nói gì, ta cũng không biết hắn đang giận cái gì. thật sao? Tề Ngọc ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, hiển nhiên là không tin. nhưng giản ngưng giờ phút này nơi nào lo lắng hắn, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra bùi cẩn sinh khí nguyên nhân, cuối cùng thật chỉ có thể trách đến mình không thận trọng phía trên. nghĩ đến cái này, nàng xấu hổ cũng muốn xấu hổ chết, tất nhiên là không tâm tư suy nghĩ tiếp khác. giản ngưng hôm nay ra, vì cái gì chính là cho Tề Ngọc dẫn tiếng bùi cẩn lúc này bùi cẩn đều đi nàng lại nghĩ tới cái mình không thận trọng thế mà chọc bùi cẩn không cao hứng sự tình từ cũng không muốn lại nhiều đãi cùng tề ngọc tại trong trà lâu nói tạm biệt liền sớm đi tề ngọc ngược lại là không có gấp đi mà là lại trở về mới xương phòng bên trong trên bàn đặt vào hai cái ấm trà tám con chung trà hắn đề ban đầu một bình phát giác ấm trà nhẹ nhàng bên trong thế mà đã trống không nhắc lại đằng sau một bình Ngược lại là còn thừa lại hơn phân nữa, hai ấm trà nắp trà để lộ, đồng dạng nhẹ nhàng khoan khoái hương trà, đều đến từ ân thi ngọc lộ. Tề ngọc liễm mi, ngồi ở bùi cẩn vị trí. Theo hắn xuất phủ gã sai vặt tìm đi lên, thế tử, chúng ta về A. À? Tề ngọc lắc đầu, không nói gì. Gã sai vặt cảm thấy kỳ quái, vào phòng, hòa huệ quận chúa đều đã đi, ngài còn giữ làm cái gì hôm nay xuất phủ lúc vương phi cùng tiểu quận chúa đều bàn giao dặn dò tiểu nhân gọi ngài sớm đi trở về đến mai là ngài cùng tiểu quận chúa sinh nhật nói là muốn cùng ngài thương lượng đến mai yến hội muốn thế nào làm tề ngọc cùng muội muội tề sang là song sinh tử đến mai là bọn hắn 15 tuổi sinh nhật 15 tuổi tề sang cập kê có thể lập gia đình tề ngọc vì gặp giảng ngưng đều nhanh quên chuyện như vậy bất quá nghĩ đến giảng ngưng vội vàng đến lại vội vàng đi, ngoại trừ bởi vì bùi cẩn làm trễ nải một lát, cùng hắn đều không thể nói mấy câu, càng là không có nhấc lên đến mai hắn sinh nhật sự tình, trong lòng của hắn không khỏi có chút vĩ khuất. Rót chén đã lạnh thấu trà, uống một ngụm, vĩ khuất càng sâu. Hắn không thích uống trà này. Đây cũng là bùi cẩn thích uống. Tề Ngọc càng không thích bùi cẩn. Hắn nghĩ, nếu có một ngày hắn thật có thể được thiên hạ cái thứ nhất muốn đối phó người liền là Bùi Cẩn. Người này chưa trừ diệt, Đại Tề Hoàng thất đỉnh đầu nón xanh liền chưa trừ diệt, hắn không chỉ có không thể để cho hắn mang đi Bùi Thái hậu, hắn còn muốn giết hắn. Về Bùi gia trên xe ngựa, Bùi Cẩn một mực nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến xe ngựa rốt cục chậm lại, hắn mới mở mắt ra, nhìn xem theo xe ngựa hành tẩu không ngừng khẽ động xe ngựa rèm, hắn bực bội một đường tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn biết mình vì sao lại đột nhiên nói ra những lời kia. Mấy năm này hắn có thể nói là nhìn xem Giản Ngưng lớn lên, một tiểu nha đầu một chút xíu trưởng thành đại cô nương, lại bởi vì đặc thù quan hệ tiểu nha đầu đối với hắn đặc biệt thân cận, liền xem như nuôi con chó nuôi con mèo, như thế mấy năm xuống tới cũng nuôi thành tình cảm. Huống chi là một cái người sống sờ sờ, một cái đối với hắn thân cận, tin tưởng hắn, ỷ lại hắn người. Hắn đây là coi Giản Ngưng là thành hài tử nhà mình cho nên lần trước biết được giảng tùng lâm quá phận hắn mới có thể sợ giảng ngưng chịu không nổi đã kích vội vã chạy tới mà lúc này thì là nhìn xem mình nuôi hảo hảo cải trắng không thông qua mình cho phép liền bị heo ủi hắn đương nhiên sinh khí hắn nếu là không tức giận cái kia mới không bình thường đâu bất quá khí qua một lần liền tốt cái kia tề ngọc đãi nàng đã thực tình nàng tuyển con đường này liền từ lấy nàng đi còn về sau hắn cũng chưa hẳn là nhất định phải đem tề gia người toàn bộ giết sạch lưu lại cái tề ngọc cũng không phải không được chỉ cần tề ngọc có thế một mực đãi nàng tốt lưu liền lưu một cái sau khi nghỉ thông suốt xuống xe ngựa lúc bùi cẩn liền khôi phục như thường trở lại viện tử tiến thư phòng liền lập tức triệu tập thủ hạ mấy cái phụ tá hắn một mực tìm người giám thị phủ công chúa giản ngưng lại từ trước đến nay cái gì đều không dối gạt hắn bởi vậy hắn suy nghĩ hai ngày này chính là cực tốt thời cơ, giảng gia bên kia chấp nhận sẽ không động thủ, hắn chỉ cần tạm thời ép buộc tề ngọc cùng giảng ngưng, liền có thể trước tiên đem tề minh đá xuống đi. Lại về sau đem tề ngọc cùng giảng ngưng giam lỏng, chính là hắn khôi phục đại chu thời gian. Đến lúc đó giảng gia coi như muốn đổi ý, cũng đã không còn kịp rồi. Mãi cho đến cơm tối thời gian, mấy vị phụ tá lần lượt rời đi, tương đào mới tiến thư phòng trả lời chủ tử mới tưởng nghị truyền tin trở về nói là ngoại trừ chúng ta phủ công chúa bên kia cũng phái người đi theo giảng tùng lâm đâu bùi cẩn không khỏi kinh ngạc nhiều năm như vậy phủ công chúa đều không có ra giảng tùng lâm làm sao đột nhiên liền tra xét tương đào nói không giống như là an bình công chúa phái đi ra người xác nhận hòa huệ quận chúa đuổi chính là lúc trước một mực đi theo bên người nàng bà tử cái kia bà tử là cái lợi hại hai ngày này giảng tùng lâm một mực trốn ở thành quốc công phủ không có đi ra ngoài cũng không biết tưởng nghị nơi nào làm lộ nàng tựa hồ chú ý đến tưởng nghị bùi cẩn không khỏi gật đầu thế thì thật là một cái lợi hại tưởng nghị lâu dài cùng hắn trong cung ra mang theo trong người phần lớn là tương đào bởi vậy rất nhiều người không biết tưởng nghị giảng ngưng trước mặt bà tử bùi cẩn ngược lại là không có chú ý tới chỉ biết là trước gót chân nàng có hai cái nha đầu Tự hồ trong đó một cái tính lực còn có vấn đề thôi. Ngược lại là không nghĩ tới, bên người nàng thế mà còn có người tài ba. Bùi cẩn trầm ngâm một lát, nói. Cái kia bà tử xác định là giảng ngưng người. Tương đào cái này ngược lại là có thể xác định, vâng. Bùi cẩn nhân tiện nói. Nghĩ biện pháp, để tưởng nghĩ đem cái kia quán trà nhỏ để lộ ra đi. Cái kia bà tử nếu là giảng ngưng người bên cạnh cái kia nghĩ đến mặc kệ là đối thành quốc công phủ vẫn là phủ công chúa hiểu rõ đều quá nhiều tại tưởng nghị. Có dạng này người ra ra, sợ là giảng ngưng cũng ý thức được giảng tùng lâm không thích hợp, như thế không bằng gọi chính nàng người đi ra tốt. Ngày kế tiếp là Duệ Vương phủ một đôi nữ sinh Nhật Yến, bởi vì Duệ Vương vừa lúc bị đuổi đi Giang Nam ban sai, bởi vậy Duệ Vương phủ hai đứa bé sinh Nhật Yến cũng không có lớn xử lý. Nhưng Duệ Vương thân phận địa vị còn tại đó, không lớn xử lý cũng như thường tân khách tụ tập. Giảng ngưng khẳng định là muốn đi. Bất quá giảng Tùng Lâm còn không có hồi phủ, An Bình công chúa Nguyên là không muốn đi, nhưng phía sau sự tình có biến, biết được Tề Ngọc cùng giảng ngưng sự tình, như vậy hôm nay nàng vô luận như thế nào đều phải đi. Dù sao, cái này không chỉ có là đi chúc một cái vãn bối sinh nhật đơn giản như vậy. Mà hạ gia bên kia, bởi vì lấy hạ thanh hàng cùng tề sang việc hôn nhân còn không có làm rõ, nếu là chỉ hạ giao cùng hạ thanh hàng đi có thể mượn tề sang hạ thiếp mời, nhưng giảng nhược vân cũng nghĩ đi, lại là nhất định phải đến phủ công chúa, đi theo an bình công chúa một đạo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 62 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giảng ngưng cùng hạ giao giao hảo, mà hạ thanh hãn cũng là vị xuất sắc thiếu niên, liền không đề cập tới giảng nhược vân tại an bình công chúa trước mặt cực hiểu được giao tế chi đạo, chỉ có điểm này, an bình công chúa liền không khả năng không thích nàng. Nhất là, hôm nay giảng nhược vân sớm liền mang theo một đôi nữ tới phủ công chúa, không chỉ có dự bị cho Tề Ngọc Tề sang sinh nhật lễ, còn mang theo hạ gia đầu bếp nữ sáng sớm liền làm giảng thành giai cùng giảng băng thích ăn mứt táo bánh ngọt. Đối với cái này được từ nhà một đôi nữ thích ăn đồ vật cô cô an bình công chúa tất nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy không nói hai lời liền ứng mang nàng cùng nhau đi hạ tướng quân tại tây sơn đại doanh quản luyện binh sự tình bởi vậy nương ba cái hôm nay là tại phủ công chúa dùng điểm tâm hướng duệ vương phủ đi lúc hạ giao kéo giảng ngưng đi hạ gia trong xe ngựa hạ thanh hãn cưỡi ngựa giảng nhược vân liền cùng an bình công chúa mang theo giảng thành giai giảng băng ngồi phủ công chúa xe ngựa hai cái bé con điểm tâm ăn ít lúc này chính một người trong tay bắt khối mứt táo bánh ngọt, một mặt ăn một mặt núp ở một bên nói nhỏ chơi lấy. giản dược vân nhịn đến bây giờ, rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng, tam tẩu, tam ca đâu? hôm nay duệ vương thế tử cùng tiểu quận chúa sinh nhật, hắn không đồng nhất đạo đi sao? an bình công chúa mấy ngày nay đều không có quan tâm giảng tùng lâm, lúc này đề cập ngữ khí cũng nhàn nhạt, hắn về thành quốc công phủ. cái này kêu cái gì trả lời? này bằng với căn bản không có trả lời. Giản Nhược Vân cùng An Bình công chúa cũng coi là quen biết vài chục năm, đối vị công chúa này tam tẩu hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là hiểu rõ, nhưng ngày hôm nay lại cảm thấy có chút xem không hiểu. Cũng là không thể nói là ngày hôm nay, những năm này tam ca tam tẩu tự hồ cũng cực ít náo mâu thuẫn, nàng thiếu đi so sánh, thật đúng là nhìn không ra An Bình công chúa tâm tình vào giờ khắc này. Nàng trầm mặt một lát, chỉ có thể thăm dò tam tẩu ngươi cùng tam ca. Là cãi nhau sao? Nói gặp An Bình công chúa hơi biến sắc mặt, không đợi trả lời, nàng trước hết lòng đầy căm phẫn mở miệng, tam ca lại phạm cái gì hồ đồ rồi. Ngươi đừng tìm hắn so đo, một hồi từ duệ vương phủ rời đi, ta về nhà ngoại một chuyến, giúp ngươi hảo hảo cùng tam ca nói một chút đi. Muốn gọi An Bình công chúa nói, nàng gã giảng tùng lâm, nguyên lai tưởng rằng giảng tùng lâm là một người đàn ông tốt nhưng gã về sau mới phát hiện nam nhân này có được hay không còn còn chờ khảo chứng nhưng là cha mẹ chồng lại là không sai chị em dâu cùng hai vị huynh trưởng cũng không tệ mấy cái chất nhi càng là một cái thi đấu một cái tốt liền là giảng nhược vân cái này tiểu cô nói đến cũng so với bình thường người ta tiểu cô tốt chí ít nàng là hướng về nàng vị này tam tẩu mặc kệ là bởi vì cái gì có phần này tâm liền khó được an bình công chúa vốn là không có bởi vì cùng giảng tùng lâm sự tình khổ sở sinh khí lúc này liền nhịn không được trực tiếp cười nhìn lời này của ngươi nói chuyện gì cũng còn không có hỏi đâu ngược lại trước bố trí lên ngươi tam ca không phải cái này nếu là không biết đến sợ muốn cho là ngươi là muội muội ta giảng nhược vân gặp an bình công chúa thế mà còn có tâm tình nói đùa lập tức cũng cười theo đó là bởi vì tam tẩu ngươi người thật sao nàng đãi an bình công chúa giống như khuê trung mật hữu ôm an bình công chúa cánh tay mang theo nũng nịu giọng điệu nói ngươi người tốt như vậy lại như vậy thích tam ca còn cho tam ca sinh ba đứa hài tử đừng nói không phải lỗi của ngươi liền thật là của ngươi sai ta cũng muốn hướng về ngươi nói tam ca an bình công chúa cười cười không có nhận lời này giản nhược vân gặp cái gì cũng hỏi không ra cũng chỉ có thể không còn đề Giảng ngưng cùng hạ giao vụn trộn sốc lên xe ngựa rèm nhìn hạ thanh hãn. Giảng ngưng có chút kỳ quái nói. Ta nghe tam biểu ca nói qua, tứ cửu cửu cùng tứ cửu mẫu đều rất hài lòng hạ biểu ca, làm sao tề sang đều cập kê, nàng cùng hạ biểu ca việc hôn nhân còn không có nâng lên chương trình hội nghị. Hạ giao nhấc lên cái này cũng có chút không vui, là tề sang, nàng muốn đợi đại ca sang năm tham gia vũ cử, được võ trạng nguyên sau nhắc lại hai người việc hôn nhân. Nàng là quận chúa sao, không lo gã, đại ca lại ưu thích nàng, cho nên đáp ứng. Nguyên lai like còn có việc này. Giản Ngưng đối hạ giao cùng Tề Sang, nói đến đều là biểu tỷ của nàng, anh chị em cô cậu tỷ muội đồng dạng thân, nàng ngược lại không tốt nói thiên vị bên nào. Chỉ bất quá bởi vì lấy tề ngọc, nàng đến cùng cũng là có chút nặng sắc nhẹ tỷ muội, liền cho Tề Sang nói đến lời hữu ích. Kỳ thật cũng là chuyện tốt, Hạ Biểu Ca có cái kia có thể nhịn đến lúc đó cưới vợ cũng nở mày nở mặt. Hạ giao biểu môi, không có tiếp tục đề tài này. Mặc dù nàng cùng tề sang giao tình cũng coi như không cạn, nhưng từ lúc tề sang cùng hạ thanh hãn ở giữa có tình cảm, có khi ngược lại nhìn nàng cái này thân muội muội không vừa mắt. Nàng vì đại ca một mực không nói, lại không có nghĩa là nàng cảm thụ không ra, lại nói. Cái này cưới vợ nở mày nở mặt trên thực tế chẳng qua là tề sang hư vinh thôi. Cũng liền đại ca ngốc cái gì đều nghe nàng. Hôm nay là ngày tốt lành. Vẫn là không đề cập tới cái này bị tâm sự gây A ngưng cũng không vui. Hạ dao rơi xuống màn cửa, một tay lấy giảng ngưng ôm lấy. Nàng nằm giảng ngưng bên tai, thanh âm ép tới cực thấp mà nói. A ngưng, cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi cùng duệ vương thế tử, ngươi có thích hay không hắn? Giảng ngưng mặt lập tức liền nóng lên, không phải xấu hổ, là kinh hãi Nàng cùng tề ngọc sự tình, vẫn là không thể để người ta biết bí mật. Nàng từ trước đến nay ngược lại là ngụy trang vô cùng tốt, nhưng Tề Ngọc lại là ngụy trang không được, hạ giao đối nàng cùng Tề Ngọc biết rõ hơn, bình thường bí mật cũng sẽ lặng lẽ trêu ghẹo. Nhưng từ trước nàng cùng Tề Ngọc vẫn là chỉ tồn tại trong lòng không có hành động thực tế, nhưng bây giờ, nàng không thận trọng đều gọi bùi cẩn tức giận, nàng nơi nào còn dám lại biểu lộ. Nàng vội nói. Ngươi nói nhăn gì đấy? hạ dao nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm nàng. Giảng ngưng chịu đựng chột dạ, chuyển hướng chủ đề, nói ta đây, cũng đừng là ngươi có thích người. Biểu tỷ, ta cũng mặc kệ ngươi thích ai, nhưng ngươi về sau ngàn vạn không thể nói ta, phải biết lời này truyền đi, ta ngược lại thật ra còn tốt, nhưng ngươi cùng tam biểu ca đều không phải công việc tốt. Hạ giao nghiêm mặt, trùng điệp gật đầu. Nhưng được không qua một cái chớp mắt, nàng lập tức lại thật dài thở dài nhưng a ngưng ta nhìn ra được duệ vương thế tử rất thích ngươi mà lại ta cũng cảm thấy hắn so hoàng thượng tốt hạ giao nhẹ nói con mắt nhìn xem lung la lung lay xe ngựa rèm đáy mắt lại là một mảnh trống rỗng không biết là đang suy nghĩ gì giản ngưng không nghĩ nói láo nhất là nàng cùng hạ giao rất thân mật liền càng không muốn chờ đến nhật chân tướng rõ ràng đến lúc đó bởi vì nói láo gây hạ giao không cao hứng thế là nàng liền không có nhận lời nói ngược lại là làm ra đối hạ giao tình cảm cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, biểu tỷ, ngươi khẳng định có thích người. Là ai a, à, sợ cô phụ cùng cô mẫu không đồng ý sao? Nếu không ngươi nói với ta, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Hạ giao hoàng hồn, lại là chém đinh chặt sắt trung đầu. Ta không muốn trở thành thân, ta muốn theo cha ta ra trận giết địch đâu, liền là một mực không có cơ hội. Nàng nói, đột nhiên lại thiên mã hành không nghĩ đến sang năm vũ cử a à ngưng ngươi nói ta sang năm nếu là cũng có thể hạ tràng ta cùng đại ca đến cùng ai có thể đoạt được võ trạng nguyên gặp nàng rốt cục không còn sách tề ngọc giả ngưng mới đi theo nàng nói lên những chuyện khác một trận cười đùa rất nhanh duệ vương phủ liền đến duệ vương phủ tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa sinh nhật yến bởi vì lấy hai người đều là đến lúc lập gia đình chi linh bởi vậy hôm nay ngoại trừ thân quyến thực tình đến cho hai người chúc sinh nhật cũng không ít người là hướng về phía hai người gã cưới sự tình tới dù sao mặc kệ là tề ngọc hay là tề sang đều là cực tốt thông gia đối tượng duệ vương phi xuất thân không tốt dạng này lớn trường hợp từ trước đến nay đều là mời người đến giúp đỡ chiếu ứng năm nay cũng không ngoại lệ mà về phần nữ hài tử bên này tề sang đều là mình tự mình chào hỏi cho nên cho dù giảng ngưng cùng hạ giao tới nàng cũng chỉ bất quá đánh cái đối mặt, liền vội vàng lại đi. Tất cả mọi người quen biết, từ cũng sẽ không so đo nàng thất lễ địa phương. Giảng ngưng vòng xã giao rất nhỏ, vốn là muốn lôi kéo hạ giao đến yên lặng chỗ ngồi trò chuyện ăn một chút đồ vật, nhưng ai bảo nàng cùng tề minh có hôn ước, lại niên kỷ một năm một năm lớn. Khá hơn chút các cô nương cùng trong nhà các trưởng bối đều quên nàng hồi nhỏ tay tác bùi như nguyệt hung hãn, từng cái lại xông tới, dù sao giảng ngưng liền xem như tương lai hoàng hậu, cũng không có khả năng một người độc bá tề minh. Tề minh hậu cung, sớm tối đều là muốn thêm người. Giảng ngưng lười biến ứng phó những người này, nhưng bởi vì lấy hôm nay là tề minh tề sang ngày tốt lành, liền cũng không muốn tại hôm nay đắc tội với người. Bởi vậy thừa dịp bên này người chạy đến trước đó, ném đi hạ dao, bản thân chạy. Đối với Duệ Vương Phủ, nàng từ nhỏ liền thường đến bồi lấy tề sang chơi cho nên tất nhiên là quen thuộc. Thanh tương thanh đại đều nhét vào phía trước, nàng một người ở phía sau vườn hoa đi vòng qua hai vòng, liền ngoặt đi tề sang nơi ở, buổi sáng lên được sớm, hôm qua nàng lại là lâm thời mới nhớ tới hôm nay là tề ngọc tề sang sinh nhật, thế nhưng là mở khố phòng môn tìm nhanh hai canh giờ, mới rốt cục đem hai người sinh nhật lễ tuyển ra tới. Lúc này hai loại sinh nhật lễ đều đưa ra ngoài, nàng lại rảnh rỗi lấy vô sự, bởi vậy dứt khoát liền đi tề sang chỗ ở chính phòng. Hôm nay Tề Sang là chủ nhà, bên người nàng phục vụ cũng đại bộ phận đều đuổi tới tiền viện đi hỗ trợ, Giản Ngưng một đường tiến đến chỉ gặp cái mới lưu đầu tiểu nha đầu. Cũng là nhận biết Giản Ngưng, đi lễ sau liền cung kính nói: "Hòa Huệ quận chúa, ngài là tìm chúng ta nhà quận chúa sao?" Nàng đi đằng trước, nếu không nô tỳ mang ngài đi tìm. Là cái khuôn mặt tròn trịa đáng yêu tiểu nha đầu. Giản Ngưng nhìn nàng dáng dấp vui mừng, nhịn không được sờ lên đầu của nàng lại từ trong ví tìm ra hai viên kim hạt đậu thưởng cho nàng, không cần. Ta biết nàng ở phía trước bận biểu đâu, ta nhất thời hơi mệt chút, tới bên này nghỉ một lát. Ngươi tự đi chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Hơi lớn như vậy tiểu nha đầu, rất rõ ràng còn không có dẫn lên trọng yếu việc phải làm đâu. Tiểu nha đầu được thưởng, lại không cần người hầu, lập tức không kìm được vui mừng cảm ơn giảng ngưng, chạy ra. Giảng ngưng tiếng nội thất, không có hướng tề sang trên giường đi, chỉ tìm dĩ vãng lúc đến thường đóng chăn mỏng, về sau đầu sau vách ngăn lộ một nằm, khiếp mắt ngủ bù. Nàng là bị đánh thức. Nữ hài tử không cao hứng phàn nàng thanh âm. Tỉnh lại cái kia một cái chớp mắt, nghe bên tai thanh âm quen thuộc, nàng vuốt mắt còn có chút như lọt vào trong sương mù. Đại ca bị ma quỷ ám ảnh, bất luận khuyên như thế nào, hắn liền là đối giảng ngưng chưa từ bỏ ý định. Trọng yếu như vậy, sự tình ta không dám nói cho nương. Cha cũng không ở nhà, ta thật sự là cùng đường mặc lộ. Hạ đại ca, ngươi nói ta nên làm cái gì a? À? Tề Sang gấp đến độ bắt lấy Hạ Thanh hãn tay áo, mười phần bực bội bộ dáng. Hạ Thanh hãn cũng không biết nên làm cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói: Thế tử chỉ là nhất thời hồ đồ, ta ngưng chỉ so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, sang năm tập kê liền sẽ gả cho hoàng thượng. Đến lúc đó Thế tử lại có tâm cũng không có biện pháp, ngươi đừng lo lắng a. À. Tề Sang lại không có thế an tâm, nàng nói: "Ta liền sợ đại ca hồ đồ quá mức, tại A Ngưng gã tiếng cung trước đó làm ra chuyện gì đến?" "Ngươi không biết, lúc trước ta cho đại ca nghĩ kế, hắn còn đánh ta bàn tay. Hắn rõ ràng như vậy thích A Ngưng, ta cho hắn nghĩ kế cũng là vì hắn tốt, hắn ngược lại là đánh ta." Hạ Thanh hãng giật mình, bận biểu đi xem Tề Sang mặt. Hắn đánh ngươi nữa? Đánh ngươi chỗ nào rồi? Tề Sang sờ một cái gương mặt, không vui nói: "Không biết A Ngưng cho hắn ăn cái gì thuốc, hắn ngày xưa đợi ta tốt nhất, bây giờ lại là vì A Ngưng đánh ta." Mặc dù Tề Sang mặt đã cái gì cũng nhìn không ra, nhưng Hạ Thanh Hãn vẫn là đau lòng sờ lên gương mặt của nàng, thật giống như cái kia trắng nõn gương mặt mới bị đánh qua. Bất quá hắn ngược lại là hướng về giảng Ngưng, "Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng." mặc dù thế tử đánh ngươi việc này làm không đúng nhưng cũng chứng minh hắn biết không thể làm loạn cho nên không có việc gì lại nói a ngưng cũng không phải hồ đồ coi như thế tử nói với nàng cái gì nàng cũng sẽ không đáp ứng tề sang nghe xong lời này lại là không cao hứng ngươi có ý tứ gì ngươi nói là a ngưng chướng mắt ta đại ca rồi nàng tức giận nói tác giả có lời muốn nói a không có đổi lỗi chính tả đổi tốt bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 63 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tề sang tính tình kiêu căng, nhưng trong mắt người tình biến thành Tây Thi, theo Hạ Thanh Hãn, tề sang kiêu căng cũng kiêu căng đáng yêu. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng điểm tề sang cái trán, ôm nhu dụ dỗ nói. Ta sai rồi, nói sai, thế tử văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, lại sinh đến anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ hài nhi nhìn, từng cái đều không dời nổi bước chân. Tự như, hắn dừng một chút, tới gần tề sang, thanh âm cũng một nháy mắt thấp giống như nỉ non, tựa như ngươi trông thấy ta. Nói cho hết lời, hắn so tề sang đỏ mặt còn nhanh hơn, còn hung ác. Tề sang nhìn hắn, phốc phốc một tiếng bật cười. Đầy mình bất mãn thoáng chốc tan thành mây khói, Nũng nịu khẽ nói, phi, xuống Mỹ. Lại về sau, hai người lại nói nhỏ một lát, liền một trước một sau đi. Giảng ngưng mãi cho đến một khắc đồng hồ về sau, mới từ sau vách ngăn lụa ra, nhìn xem không có một ai phòng trên, một chút nhìn sang không gặp được người tiểu viện, trong lòng tư vị phức tạp. Mặc dù tề sang hành vi, càng giống là đang tìm hạ thanh hãn phàn nàn, nhưng làm người trong cuộc, giảng ngưng nghe ra được trong đó nồng đậm bất mãn nàng cùng tề ngọc lưỡng tình tương duyệt, thật không nghĩ đến lại chọc tề sang không thích. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giả ngưng cũng là không trách tề sang. Loại chuyện này nếu là đứng tại tề ngọc người nhà góc độ, nếu là biết được tề ngọc vì nàng trong âm thầm làm sự tình, cùng tiếp xuống muốn làm càng đại nghịch bất đạo sự tình, sợ đều sẽ cho là nàng là hồng nhan họa thủy đi. Không thích nàng đã là nhẹ, nặng. Giảng ngưng không có lại nghĩ sâu xuống dưới, sự tình đã thành kết cục đã định, nghĩ cũng vô dụng. Nàng chỉ có thể ở cơ sở này bên trên, tận lực giúp Tề Ngọc, tận lực đem có thể cho đều cho hắn. Giảng Ngưng né nửa buổi sáng, buổi trưa yến thời điểm nhưng lại không thể không xuất hiện. Bởi vì lấy là tiểu nhi nữ sinh Nhật Yến, Duệ Vương lại không ở nhà, cho nên nam khách bên này cơ hồ đều là Tề Ngọc ngang hàng. Ngược lại là nữ khách bên này, Bạch thị bên người tụ không ít đeo lấy nữ nhi phu nhân phu nhân dù sao tại đại tề tuổi trẻ nam tử một đời bên trong, tề ngọc là con rể nhân tuyển tốt. Càng sâu người bởi vì duệ vương hậu viện chỉ có bạch thị một người, tề ngọc cơ hồ có chút quý hiếm. Giảng ngưng biết được không khống chế được cục diện như vậy, lại thêm bởi vì tề sang tâm tình cũng có chút xa sút liền chỉ làm không nhìn thấy, yên tĩnh ngồi ở một bên uống rượu tịch. Hạ giao bồi tiếp nàng, cũng không nói cái gì, chỉ lại không ở nhìn về phía bạch thị bên người. Tề sang y nguyên không có tới tương bồi, nàng hôm nay tựa như là một con hoa hồ điệp, chỗ này phi phi, chỗ ấy phi phi, nơi nào đều muốn chiếu ứng đến, tất nhiên là không thể rời đi. Đương nhiên, đây là giảng ngưng cho nàng tìm lấy cớ, trên thực tế giảng ngưng suy đoán, tề sang đối nàng bất mãn, tám thành là cố ý không được. Yến hội hơn phân nữa, tiền viện chợt ồn ào. An Bình công chúa nhìn không đúng, đuổi duệ vương phủ người đi qua nhìn tình huống rất nhanh bị đuổi quá khứ vú già vừa đi vừa về bẩm, lại là mặt mũi tràn đầy bối rối, vội vã đến Bạch Thị cùng An Bình công chúa bên người, nhỏ giọng lại nhanh chóng nói. Hồi vương phi, về công chúa, tiền viện thế tử đột nhiên nổi giận, đem đưa tới cửa hai phần hạ lễ ném ra ngoài. Bạch Thị Kinh Hải trực tiếp đứng lên, ai tặng hạ lễ? Nàng giải nhi tử, Tề Ngọc không phải tính tình người xấu xa như vậy. Cái này chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì. An Bình công chúa kéo nàng ngồi trở lại đi. Hôm nay thời gian này, nàng cái này đương gia chủ mẫu cũng không thể quá mức thất thố. Bạch thị kịp phản ứng, trên mặt có chút thẹn thùng, nhưng lại quan tâm hơn nhi tử, thúc giục nói. Hỏi thăm rõ ràng sao? Là ai tặng hạ lễ, thế tử vì cái gì nổi giận ném đồ vật? Đáp lời vú già nói. Nghe nói là Vĩnh Bình hầu phủ bùi đại nhân. Thế tử cũng không nói gì, chỉ là nghe nói là bùi đại nhân đưa tới lễ, không nói hai lời liền gọi người cho ném đi. An Bình công chúa nhíu mày, cảm thấy không thích hợp. Coi như như thế, vậy cũng không nên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nàng nói. Vú già thấp đầu, có chút bất an nói. Là bùi đại nhân bên người tương đào đưa tới lễ, thế tử nói không muốn ném ra ngoài, cái kia tương đào cũng không đi, ngay tại cửa chính đem hạ lễ phá hủy, ném xuống đất hắn tại cửa ra vào như thế nháo trò, động tĩnh cực lớn, không ít người liền đều biết, sau đó liền có người. Sớm tìm lấy cớ đi. So sánh đắc tội bùi cẩn, những người kia tình nguyện đắc tội duệ vương phủ. Quả thực quá phận. An Bình công chúa lập tức liền tức giận đến đổi sắc mặt. Đám người này làm như thế, là nói đường đường duệ vương còn không sánh bằng một cái bùi cẩn sao. Rõ ràng là đến chút tề ngọc tề sang sinh nhật, kết quả lại yến hội mới mở liền rời đi, cái này so ngay từ đầu liền không đến trả ghê tẩm. Đây rõ ràng, rõ ràng liền là lâm thời đứng đội, hướng về bùi cẩn, đem hoàng gia đem duệ vương phủ đem duệ vương cùng tề ngọc mặt, cùng một chỗ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Những này mượn gió bẻ măng người, thậm chí so bùi cẩn còn muốn ghê tởm. An Bình công chúa đang sinh khí lúc, liền có cái kia được trong nhà người đưa tin tức tới nữ quyến tới cùng bạch thị cáo từ. Bạch thị bất thiện ngôn từ, gặp được chuyện như vậy càng là nói không ra lời, những người này quyết tâm muốn đi, qua loa hai câu không đợi hồi phục liền đi, trong khoảng thời gian ngắn, tới cửa tới nữ khách lại đi một nửa. Mà còn lại một nửa khác người bên trong, cũng còn có một nửa hoảng loạn, một bộ không quyết định chắc chắn được là đi hay ở. Dù là tính tính tốt bạch thị, lúc này cũng lạnh sắc mặt. Không đề cập tới giảng ngưng cùng tề ngọc sự tình, đơn hôm nay những người này lộ ra như vậy sắc mặt an bình công chúa liền không thể không nói nàng họ tề thân là đại tề công chúa của hoàng thất lúc này như còn không nói lời nào liền tương đương với đưa mặt cho người ta đánh sắc mặt nàng lạnh chìm trực tiếp đối bạch thị nói tứ tẩu hôm nay nguyên là tốt đẹp thời gian ngược lại không nghĩ lại có cái kia đồ không có mắt nếu như thế ngươi ngược lại là muốn gọi hạ nhân đem từng cái danh hào toàn bộ ghi lại ngày sau cái kia không có mắt hảo hảo cho mở mắt một chút mới là nàng một phát lời nói ngược lại là an không ít bất an người trái tim nhưng lại để giãn ngưng tâm cao cao nhất lên cái này đều gọi chuyện gì a à, một cái là rõ ràng đáp ứng giúp tề minh một cái càng là biết rất rõ ràng không thể đắc tội bùi cẩn nhưng vì cái gì ai cũng không chịu để cho càng muốn chọn hôm nay không phải náo một màn này nói đến hay là gọi tề ngọc mất thể diện giảng ngưng khí trống mặt, có chút nghĩ không thông bùi cẩn đang suy nghĩ gì. Hắn tuổi đã cao người, nhìn sự tình không nhìn lâu dài, ngược lại là cùng tề ngọc ít như vậy năm đo lường so sánh. Hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì ra một hơi, đường đường chính chính mục đích cũng cho quên đi. Giảng ngưng thở dài, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu loạn có bao nhiêu phiền, giờ phút này tất nhiên là đều không tiện đi ra. Mắt nhìn lấy nữ khách rời đi một nửa, nguyên nhiệt nhiệt nháo nháo hậu viện bỗng nhiên quạng cua ẻ xuống tới dù chỉ là vì cho tề ngọc làm mặt mũi giản ngưng cũng phải miễn cưỡng lên tinh thần ứng phó nàng là tề minh tương lai hoàng hậu lại là thành quốc công phủ đích trưởng tôn nữ nàng lộ khuôn mặt tươi cười cho người tới gần cơ hội tự nhiên là có người lập tức vây quanh mặc kệ là lấy lòng nàng vẫn là muốn mượn cơ hội hỏi tề minh yêu thích lại hoặc là hỏi giảng thành hút hướng xuống mấy huynh đệ sự tình giảng ngưng cười yếu ớt lấy mang ra chút các nàng muốn biết ngược lại là rất nhanh lại đem bầu không khí kéo theo bạch thị nắm lấy an bình công chúa tay hốc mắt hơi đỏ lên nàng là loại kia cả một đời bị trượng phu nâng ở trong lòng bàn tay nữ nhân gặp chuyện trước có trượng phu sau có nhi nữ lúc này trượng phu không tại nhi nữ lại bị ủy khuất nàng cái này làm nương ngoại trừ khổ sở trong lòng cũng không biết còn có thể làm cái gì nhờ có an bình công chúa cùng a ngưng tại Giảng Nhược Vân một mực hầu ở một bên, nói thật nàng là chướng mắt Bạch Thị, nhưng nhìn xem Bạch Thị, nhìn nhìn lại còn vừa đang sững sờ tề sang, nàng lại là hài lòng dạng này con dâu. Nàng là thành quốc công nữ nhi duy nhất, lại là nhỏ nhất, ngoại trừ song thai ca ca giảng Tùng Lâm ngẫu nhiên cùng nàng tranh cái dài ngắn, những người khác là để cho nàng sủng ái nàng. Cái này cũng dưỡng thành nàng ưa thích làm nhà tính tình, nguyên còn lo lắng cưới cái quận chúa con dâu trở về trong nhà không yên ổn, lúc này nhìn bạch thị, có dạng này nương, nữ nhi tất nhiên cũng lợi hại không đến đi đâu, nàng ngược lại là cũng có thể yên tâm. Nàng liền cười, tiếp tục tiến lên nói chuyện với bạch thị. Nhất thời nữ khách bên này, nhìn ngược lại là vừa nóng náo loạn lên. Chỉ tới ngọn nguồn là nhất thời hư giả phồng vinh, bởi vì bùi cẩn náo một màn này, cuối cùng yến hội vẫn là qua loa thu tràng. Giảng ngưng bồi tiếp an bình công chúa, mãi cho đến đem tất cả khách tới đều đưa tiễn, mới cùng nhau đi bạch thị phòng trên. Tề Ngọc còn chưa tới, mấy người nhất thời không nói chuyện, chỉ yên lặng chờ. Tề Sang đứng tại dưới tay, mấy lần đi xem giảng ngưng, lại không nghĩ giảng ngưng liễm mi đang suy nghĩ bùi cẩn cử động lần này dụng ý, đúng là một lần cũng chưa có xem tới. Tề Sang vốn là đối nàng sinh bất mãn, chuyện vừa rồi vốn còn muốn tạ nàng một lần, có thể thấy được nàng một bộ không muốn lý người bộ dáng, trong lòng cảm kích ngược lại chậm rãi thay đổi vị vừa cẩn thận nhớ lại một phen luôn cảm thấy giảng ngưng tự hồ cũng không phải là đang vì nàng vì duệ vương phủ giải vây giống như là thành tâm đang khoe khoang cái gì giống như khoe khoang là bởi vì nàng cho nên những khách nhân kia mới không đi sao tề sang bỗng nhiên lắc đầu nghĩ giao đi ý nghĩ như vậy nàng cùng giảng ngưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tuy là biểu tỉ muội nhưng lại tình như thân tỉ muội a à, ngưng không phải người như vậy nàng biết đến cũng mặc kệ làm sao tự an ủi mình chỉ cần nàng vừa nhấc mắt hướng giản ngưng nhìn sang liền không nhịn được đáy lòng chán ghét nàng thậm chí không biết mình tại chán ghét cái gì a à, đúng rồi là chán ghét giản ngưng em đẹp phải cứ cùng đại ca đến gần quấy đại ca động tâm lại bản thân vỗ vỗ tay liền đi lưu lại đại ca sầu não uất ức âm tình bất định cho nên hôm nay mới náo ra dạng này mất mặt sự tình tề sang càng nghĩ càng thấy đến như thế càng nghĩ càng thấy đến khó mà chịu đựng nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được dạng này mất mặt sự tình nghĩ đến những cái kia đến ăn mừng nàng sinh nhật nữ hài nhi nguyên bản có ít người liền không có mấy phần thực tình tái xuất việc này cái này sau lưng còn không biết muốn thế nào chê cười nàng đâu đều do giản ngưng nếu không phải nàng đại ca làm sao lại mơ hồ làm ra bực này chuyện sai đắc tội dạng này không nên đắc tội người tề sang sắc mặt biến hóa đến biến hóa đi, cuối cùng lại phẫn nộ lại vô năng ra sức, đương rốt cục nhìn thấy tề ngọc nhanh chân đi lúc đi vào, lại ủy khuất tiến lên đón, lôi kéo tề ngọc ống tay áo liền rơi mất nước mắt. Tề ngọc sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ luôn luôn thương yêu muội muội khóc, hắn không để ý tới tâm tình mình, bận biểu quan thầm nghĩ. Thế nào sang sang? Tề sang đương nhiên biết lời kia không thể nói. Nàng chỉ ủy khuất lau lau nước mắt, lắc đầu. Tề Ngọc sốt ruột, Bạch Thị lại so với nàng gấp hơn, đã mở miệng nói. Không sao, nàng là cảm thấy ủy khuất. Ngọc Ca Nhi, ngươi ngược lại là nói một chút, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia bùi cẩn, ngươi cùng hắn có khúc mắt không thành, vì sao đem chuyện làm khó coi như vậy. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bùi cẩn như là đã đuổi người tặng lễ tới cửa, về tình về lý, Tề Ngọc đều nên nhận lấy an bình công chúa cũng tò mò nhìn xem hắn thực sự không nghĩ ra hắn vì sao lại làm ra đem bùi cẩn tặng hạ lễ ném ra sự tình tề ngọc trước tiên trước nhìn giản ngưng giản ngưng gấp đến độ mồ hôi lạnh đều đi ra tề ngọc không phải là muốn đem chuyện này đem nói ra đi chuyện này tuyệt không thể nói nói ngoại trừ trêu đến nương khí một trận không có tác dụng gì chủ yếu nhất là không có chứng cứ ăn không răng trắng có thể làm gì mà cho dù có chứng cứ, bùi cẩn người như vậy, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được. Mặc dù kiếp trước lúc nàng chết bùi cẩn bị đánh vào tử lao, nhưng nàng y nguyên không dám nói bùi cẩn trong tay liền không có thế lực, hắn một cái tiền triều hoàng tôn, có thế tại dưới một người trên vạn người chờ đợi nhiều năm như vậy, nói trong tay hắn không có thế lực, đồ đần đều sẽ không tin. Tề Ngọc trên thực tế chỉ nhìn giảng ngưng một chút. An Bình công chúa cùng Bạch Thị đều không có phát giác, Duy chỉ có đứng ở bên người hắn tề sang nhìn thấy, nàng phi thường không hiểu, coi như nàng cảm thấy là giảng ngưng làm hại đại ca làm ra chuyện hồ đồ, nhưng cẩn thận nghĩ, kỳ thật cả hai cũng không có liên hệ a. À. Giảng ngưng cho dù muốn gả tề minh, nhưng tề minh so bất luận kẻ nào đều không thích bùi cẩn, chuyện này tề sang cũng biết. Nàng có ngốc, cũng sẽ không cho là giảng ngưng sau lưng cùng bùi cẩn có cái gì. Vậy đại ca vì sao lại nhìn giảng ngưng? Chưa từng có tiếc tề ngọc đến cùng không nói gì nhìn hắn không thuận mắt nhà chúng ta cùng hắn cũng một mực không có tới hướng không cần cùng hắn bảo trì giao tình bạch thị lại không nghĩ tới tề ngọc sẽ nói ra như thế không lý trí giống như là đang giận giống như nàng nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói ngọc ca nhi ngươi làm sao tùy theo tính tình làm ẩu a à, coi như chúng ta cùng hắn lúc trước không có giao tình đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu hắn chủ động lấy lòng ngươi đem hắn đánh đi ra ngươi đây không phải không cho hắn mặt sao? Không cho bùi cẩn mặt, vậy coi như là không cho bùi thái hậu mặt. Nói không chừng hoàng thượng đều muốn trong lòng có so đo. Tề Ngọc trào phúng mà nói. Cái kia người như vậy, nơi nào sẽ muốn mặt? Bạch thị bị hắn chắn nói không ra lời. An Bình công chúa ánh mắt lại mang theo xem kỹ, cho dù còn chưa từng nói cái gì, nhưng trong nội tâm nàng đối Tề Ngọc lại là đã có chút thất vọng quá hành động theo cảm tính làm việc không cân nhắc đại cục là tuổi còn rất trẻ vẫn là tính tình giống như này nàng thản nhiên nói nhưng hôm nay chân chính không mặt mũi lại là ngươi bùi cẩn coi như đưa tới lễ bị ném ra ngoài nhưng cùng lúc đó nhưng cũng để đông đảo đến duệ vương phủ khách nhân cũng đi đây là người ta cái gì cũng không làm liền đã cho tề ngọc vang dội một bàn tay an bình công chúa lời nói quá trực tiếp Tề Ngọc trên mặt lập tức liền xuất hiện một vòng chật vật. Nhưng An Bình công chúa nhưng không có dừng lại ý tứ, nàng tiếp tục nói. Mà lại không chỉ là một mình ngươi không mặt mũi, là duệ vương phủ, cha mẹ ngươi, ta, thậm chí toàn bộ đại tề hoàng thất, đồng dạng không mặt mũi. Nói đến chỗ này, nàng yếu ớt thở dài, cái này đương nhiên không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ trách ta đại tề hoàng thất nam nhi vô dụng. Nhưng, lại không dùng, lúc trước không có trực tiếp xé rách tấm màn che ngày hôm nay cũng đã tương đương chiêu cáo thiên hạ để người trong thiên hạ đều biết an bình công chúa nguyên còn tưởng rằng tề ngọc nếu là thay thế tề minh cố gắng đại tề giang sơn có thể chân chính nắm ở tề gia nam nhi trong tay nhưng là bây giờ nàng lại là có chút không xác định tề ngọc nơi nào sẽ không rõ đạo lý này hắn phía trước viện chống đến hiện tại trên mặt mặc dù không lộ nửa phần dị sắc nhưng trên thực tế hướng hậu viện đi trên đường, hắn cũng đã một ngàn lần một vạn lần hối hận. Nhưng ở giảng ngưng trước mặt, hắn làm sao có thể nguyện ý thừa nhận. Giảng ngưng dù không nở hắn thụ dạng này lớn đã kích, nhưng lại cũng không biết như thế nào giúp hắn nói chuyện. Nàng lúc trước không nghĩ tới nơi này, có lẽ là cùng với nàng không họ tề có quan hệ, thế nhưng là giờ phút này nghe An Bình công chúa nói đến, nàng lại phản phất có thể cảm giác được An Bình công chúa thất vọng nàng không biết giúp thế nào lấy giải thích chỉ có thể tiến lên một bước ngăn tại tề ngọc trước người nương đừng nói nữa nàng dùng hành động bảo hộ tề ngọc tề ngọc nhìn xem nàng rõ ràng là cái vóc người đơn bạc tiểu cô nương rất là ưa thích hắn lúc lại gan to bằng trời nguyện ý tin hắn nguyện ý chờ hắn rõ ràng thay cái lựa chọn liền có thể mẫu nghi thiên hạ không có bất kỳ ngăn trở nhưng lại hết lần này tới lần khác tại hắn làm sai sự tình lúc nguyện ý đứng ra bảo vệ hắn. Cơ hồ, là vô điều kiện, mặc kệ đúng sai hộ. Tề Ngọc con mắt bỗng nhiên ước, hắn giờ phút này không thèm để ý mất thể diện, bởi vì hắn biết, hắn lại là mất mặt, giản ngưng cũng sẽ không xem thường hắn. Hắn nghiêng đạp một bước, trực diện an bình công chúa, thật sâu thi lễ một cái. Cô cô giáo huấn sự tình, chất nhi biết sai rồi. Thanh âm hắn nặng nề, chỉ này một lần, Ngày sau chất nhi sẽ không đi phạm mực này sai lầm. An Bình công chúa một mực kéo căng lấy tâm, rốt cục buông lỏng một chút. Nàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng là nói: "Được rồi, sự tình đã phát sinh, lại nghĩ cũng không làm nên chuyện gì, còn nhiều thời gian." Nàng lại nhìn về phía Tề Sang, an ủi: "Cũng đừng nghĩ, hôm nay là các ngươi sinh nhật, vốn nên thật vui vẻ. Bây giờ vừa vặn không có ngoại nhân, người trong nhà một đạo vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm cũng tốt. Nói là người trong nhà, An Bình công chúa liền dẫn ba đứa con cái rời đi. Giảng ngưng không có tìm được đơn độc nói chuyện với Tề Ngọc cơ hội, phút cuối cùng cũng bất quá chỉ xa xa mắt nhìn thôi. Bất quá Tề Ngọc tự hồ đã bị khuyên, gặp giảng ngưng đáy mắt có lo lắng, hắn về lấy một cái an tâm cười. Giảng ngưng cũng khóe miệng có chút mất máy. Một màn này, tự nhiên lại rơi ở trong mắt Tề Sang nàng nhìn không ra tề ngọc cùng giảng ngưng là tình chàng ý thiếp cố ý, nàng xem là nhà mình ca ca ngốc toàn tâm toàn ý đọc lấy giảng ngưng, giảng ngưng không thích đại ca, lại còn muốn treo người. Ngay trước mặt bạch thị nàng không dám nói gì, chỉ tức giận đến vô số lần dậm chân. Giảng ngưng cùng an bình công chúa nơi này, bởi vì còn mang theo giảng băng giảng thành giai, tất nhiên là cũng không nói chuyện. Bất quá hai mẹ con cũng là không cần phải nói cái gì, An Bình công chúa đối Tề Ngọc, nói cho cùng vẫn là tín nhiệm xem trọng quá nhiều hôm nay một chút xíu thất vọng. Giảng Nhược Vân đuổi một đôi nữ, ra duệ vương phủ liền trở về nhà mẹ đẻ. Nàng bởi vì thường xuyên trở về, cũng không cần trước hướng đào lão thái thái hoặc là trình thị trương thị nơi đó đi, kéo lại người hỏi một chút, xác định giảng Tùng Lâm tại thành quốc công phủ lưu cho tam phòng trong tiểu viện, liền một đường đi tìm đi. Lần này nàng ngược lại là không nhìn thấy uống đến say mềm giảng Tùng Lâm nàng đẩy cửa ra vào nhà lúc, trong phòng thậm chí còn truyền đến nhàn nhạt hoa quế mùi thơm ngát, mà trong phòng cửa sổ mở rộng, trận trận luồng gió mát thổi qua giảng tùng lâm vạt áo, hắn như trích tiên mặc vào một kiện màu trắng áo cà sa, chính nâng bút, đang vẽ tranh. Biết được người đến là giảng nhược vân, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nói. Tại sao tới? Giảng nhược vân không có trả lời, mấy bước đi đến bên cạnh hắn. Hướng bàn kia bên trên giấy vẽ bên trên thoáng nhìn, thoáng chốc sắc mặt đại biến tam ca nàng một mặt nói một mặt nhào tới liền muốn đoạt giấy vẽ chỉ nữ tử khí lực lại như thế nào hơn được nam tử giảng tùng lâm tuy là người đọc sách có thế ra tự hành ngũ xuất thân giảng gia không bao lâu cũng là bị giảng chấn an buộc hảo hảo luyện qua mấy năm cánh tay hắn mở ra dễ dàng liền ngăn cản giảng nhược vân ngữ khí không vui nói giảng nhược vân không cho phép hồ nháo Giản nhược vân bay nhảy hai lần không có cách nào, chỉ có thể nổi giận đùng đùng trở lại sập cửa. Lại đi tới, sắc mặt liền hắt như đáy nồi, tam ca, ngươi điên rồi phải không? Thanh thiên bạch nhật, môn cũng không theo bên trong khóa trái, ngươi ngay tại trong phòng họa dạng này họa. Dạng này họa. Giảng Nhược Vân trong giọng nói xem thường rõ ràng. Giảng Tùng Lâm lông mày gắt cao vặn, lại là quay đầu nói. Giảng Nhược Vân, thật sự nói, Tiểu Ngọc cũng coi là ngươi tam tẩu. Về cho hắn, là giảng nhược vân một tiếng không khách khí, ta nhổ vào. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cục viết đến cặn bã cha ngoại thất ta lại vô hình có chút kích động. Gõ chữ cũng không thể, kích động nghĩ nhanh lên cạo chết cái này một đôi cân, hôm nay xem như tăng thêm hơn phân nửa càng sau đó số 28 ta nữ thần sinh nhật, ngày đó ta sẽ tăng thêm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 64 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiết tiểu ngọc nữ nhân kia, liền là sau khi chết đều vào không được giảng gia từ đường, còn vọng tưởng làm nàng tam tẩu. Giảng Nhược Vân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, giảng Tùng Lâm, ngươi đừng phát điên rồi. Nổi điên sao? Giảng Tùng Lâm bị chửi khẽ giật mình, trầm thấp cười một tiếng. Cúi đầu xuống nhìn cái kia họa. Hắn họa sĩ vô cùng tốt, cái kia họa không có cao cấp, nhưng chỉ là rải rác mấy bút liền đã vẽ ra Tiết Tiểu Ngọc. Nàng là người tướng mạo chỉ có thể nói thanh tú nữ nhân, lông mày nhỏ, nhắn mắt nhỏ, nhưng lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, cái này từ thần thái của nàng ở giữa liền có thể nhìn ra. Mà tại nàng bên cạnh thân, có một cái so với nàng thấp hơn một chút thiếu nữ, đồng dạng rải rác mấy bút thế nhưng là giữa lông mày lại có một cổ bướng bỉnh ý, nhìn cùng nàng khác biệt to lớn. Giảng Nhược Vân nhìn thấy, nhịn không được đưa tay tại cô bé kia trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, nàng. Nàng liền là đứa bé kia sao? Nhất lên đứa nhỏ này, Giảng Nhược Vân chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, lửa giận đều biến thành bất lực. Giảng Tùng Lâm rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ tiết tiểu ngọc trên mặt dời, nhìn xem thiếu nữ kia, nhưng cũng là mặt mày ôn nhu, là đứa bé kia, tiểu ngọc đưa nàng nuôi đến vô cùng tốt tính tình mềm mại nhưng lại có mình nhỏ quật cường rất làm người khác ưa thích mà không phải giống miệng hắn nhanh kém một chút muốn nói ra tiếp xuống không nên nói nhưng cho dù hắn không nói giảng nhược vân cũng có thể đoán được nàng ha ha cười lạnh một tiếng đối giảng ngưng thật sự là chán ghét đến tận xương tủy thế nhưng là giờ phút này lại không tán đồng giảng tùng lâm không phải giống như cái gì không phải giống như A Ngưng, tính tình chán ghét như vậy sao? Nàng lại có chỗ nào chán ghét đâu? Tính tình của nàng, nếu nàng thật là ngươi cùng tam tẩu nữ nhi, nàng làm hết thảy đều là hẳn là, ngạo khí mấy phần càng là bất khuất ta giãn da mặt mũi, nơi đó liền để ngươi không nhìn trúng rồi. Đương nhiên, nàng không phải, nàng chỉ là một cái không ra gì ngoại thất sinh con gái tư sinh, tu hú chiếm tổ chim khách, hoàn toàn chính xác để cho người ta chán ghét. Giảng Tùng Lâm tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn quay đầu, một đôi mắt giống như hàng băng. Giảng Nhược Vân, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi nếu là lại nói bậy, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hắn lạnh giọng uy hiếp. Giảng Nhược Vân trong thần sắc có chút kinh hoảng, nhưng vẫn miễn cưỡng trấn định mở miệng, tam ca, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi cùng tam tẩu đã lại có một trai một gái, ngươi đừng lại làm loạn, cùng tam tẩu hảo hảo sinh hoạt, đừng lại đi gặp tiết tiểu ngọc, Ta ngưng sự tình nói không chừng còn có một mực giấu giếm đi khả năng. Ngươi nếu là, ngươi có biết hôm nay như tiến đến không phải ta mà là Tam Tẩu, ngươi liền xong đời. Giảng Tùng Lâm cũng không thích nghe những lời này. Hắn bực bội vặn chặt lông mày, không muốn nói an bình công chúa đối với hắn làm cái gì, chỉ là thấp giọng nói. Đi. Đừng nói nữa. Ngươi một cái xuất giá nữ nhi, tổng quản nhà mẹ để chuyện làm cái gì, đi về nhà. Nói không cho Giảng Nhược Vân lại mở miệng cơ hội, một tay bắt nàng cánh tay liền hướng bên ngoài rồi, ta đều giấu giếm nhiều năm như vậy không có việc gì, chỉ cần ngươi bất loạn nói huyên thuyên, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Giảng Nhược Vân bị đẩy ra ngoài cửa, mông ba một tiếng từ giữa bên cạnh bị ngã lên. Nàng trừng mắt cái kia cửa phòng đóng chặt, tức giận đến ngoại trừ thẳng dậm chân, lại không có những biện pháp khác. Trần Nương Tử cùng tưởng nghị đều đãi tại Thành Quốc công phủ cổng. Giảng Nhược Vân vội vàng đến lại vội vàng đi, cho dù tại cửa chính chỉ lộ một chút mặt, nhưng trên mặt nàng thần sắc vẫn là bị hai người thu hết vào mắt. Cái này Giảng Nhược Vân có gì đó quái lạ. Hai người đều phát hiện điểm ấy, nhưng bởi vì lấy bùi cẩn có hạ lệnh để tưởng nghị lui một bước, cho nên Giảng Nhược Vân nơi này hắn liền không có cùng. Mà Trần Nương tử bên kia thấy thế, cân nhắc lợi hại về sau, cũng quyết định không cùng. Mặc kệ Giảng Nhược Vân không đúng chỗ nào, nàng trở về nhà chồng, cũng sẽ không lộ ra dị dạng. Mà nàng lại không thể uy bức lợi dụ, theo tác dụng không lớn. Mà tương phản chính là, giảng dược vân hôm nay đến thành quốc công phủ một chuyến, nếu thật là tìm giảng tùng lâm, như vậy tiếp xuống giảng tùng lâm nói không chừng sẽ có động tác. Dù sao giảng dược vân bộ dáng nhìn, giống như là cùng người hung ác ầm ỉ một trận. Trần nương tử như vậy ngoài tưởng nghị dự kiến, hắn trực giác giảng nhược vân bên kia nhất định là có chuyện bởi vậy nhịn một lát, đến cùng gọi là cùng hắn người nhìn xem nơi này, hắn thì truy giảng Nhược Vân đi. Giảng Nhược Vân cũng không có về nhà chồng. Nàng ngồi tại trở về trên xe ngựa, trong lòng lại không lý do từng đợt hốt hoảng, trước mắt luôn luôn không ngừng xuất hiện giảng Tùng Lâm vẽ bức họa kia. Cái kia vẽ lên mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn tiếc tiểu ngọc, dưới cái nhìn của nàng lại là khóe mắt đuôi lông mày đều mang ác ý, cứ việc đang cười, cũng giống là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là làm việc ác gì rốt cục được như ý cười nàng là chuyện này người biết chuyện năm đó càng là còn giúp qua tiết tiểu ngọc lúc ấy nàng chỉ biết là tiết tiểu ngọc cùng giảng tùng lâm lưỡng tình tương duyệt nhưng bởi vì lấy tài mạo xuất chúng giảng tùng lâm lại bị an bình công chúa coi trọng công chúa coi trọng nam nhân trên cơ bản liền chạy không xong lại thêm cha cùng thái tổ hoàng đế còn từng miệng đặt trước qua thân cho nên giảng tùng lâm biết rõ phản kháng vô dụng hắn thuận theo cưới an bình công chúa mà từng là hồi nhỏ bạn chơi về sau bởi vì trở thành cô nhi bị nương thu dưỡng tiết tiểu ngọc vội vàng liền lấy chồng đi gã người là ai nhà ở nơi nào làm cái gì nghề nghiệp nàng hoàn toàn không biết nàng chỉ biết là tiết tiểu ngọc là bị tam ca tổn thương thấu tâm cho nên khăng khăng lúc sắp đi nương không đồng ý nàng người biết chuyện này còn khuyên qua nương lại về sau lại về sau nàng nhìn thấy tiết tiểu ngọc chính là tiết tiểu ngọc bụng lớn thời điểm khi đó tam ca đột nhiên nói muốn dẫn an bình công chúa đi đông sơn tự lễ tạ thần bởi vì lúc trước tam tẩu thành thân sau có mang thai liền là bởi vì lấy bọn hắn đi đông sơn tự cầu qua bồ tát phù hộ nhưng khi đó tam tẩu bụng đã rất lớn tam ca nói không yên lòng mời nàng đi hỗ trợ nàng tất nhiên là không có lý do cự tuyệt nhưng lại không biết tam ca có chuẩn bị mà đi đúng là lợi dụng nàng đổi Giản Nhược Vân nghĩ đến chỗ này bỗng nhiên vén lên xe ngựa rèm, phân phó xa phu nói: "Không trở về nhà, ra khỏi thành đi." Nàng đi Đông Sơn tự, tưởng nghĩ một đường đi theo. Nhưng chờ đến Đông Sơn tự, hắn lại phát hiện Giản Nhược Vân thế mà cũng không phải tới gặp ai, nàng độc thân đến đây, thật lâu quỳ ở trong đại điện. Tưởng nghĩ không khỏi gãi đầu một cái, xem ra hắn tựa hồ không bằng Trần nương tự ánh mắt độc a. Lại đợi một khắc đồng hồ, gặp giảng nhược vân y nguyên quỳ chưa thức dậy dấu hiệu, lo lắng giảng tùng lâm bên kia có chuyện gì hắn không thể trước tiên biết, tưởng nghị quay người rời đi. Thật không nghĩ đến chính là, hắn một đường ra bên ngoài, lại xa xa nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc, dù đổi nhà cùng khổ mới sẽ mặc vải thô áo choàng, nhưng hắn nhìn chầm chầm giảng tùng lâm lâu như vậy, cơ hồ đem giảng tùng lâm thân ảnh đều khắc ở trong đầu, tuyệt sẽ không nhận lầm. Giảng Tùng Lâm làm sao lại tới đây? tưởng nghị cảm thấy còn nghi vấn, người lại là trước tiên giấu đi. Giảng Tùng Lâm tất nhiên là không có phát hiện hắn, bộ pháp vội vàng một đường đi xa. Tưởng nghị muốn đuổi theo, tiếp theo một cái chớp mắt, phát hiện Trần Nương Tử cũng đổi một thân cách ăn mặc theo sau. Trần Nương Tử nhận biết tưởng nghị, chỉ bất quá hai ngày này dọn không ra về tay không phủ công chúa nói cho giảng ngưng, nhưng nàng lại là rõ ràng bùi cẩn đối giảng ngưng không có ác ý, mà giản ngưng đối bùi cẩn thậm chí so với nhà mình ca ca còn muốn thân mật. mặc dù lấy nàng độc ác ánh mắt có thể nhìn ra giản ngưng đối bùi cẩn không có tình yêu nam nữ, nhưng bùi cẩn đối giản ngưng có hay không, cái này nàng không thể khoảng cách gần tiếp cận bùi cẩn, cho nên không biết. nhưng bất luận như thế nào, tưởng nghị ở chỗ này đều không phải chuyện xấu. giản tùng lâm nhận biết nàng, chưa hẳn có thế trước tiên nhớ tới tưởng nghị là ai. bởi vậy trần nương tử lần này không có tránh đi ngược lại là hướng tưởng nghị gật đầu hình như có mời cùng nhau ý tứ trần nương tử bởi vì muốn tới đông sơn tự đã đổi một thân phổ thông phụ nhân đi ra ngoài trang phục mà tưởng nghị mấy ngày nay bên ngoài từ cũng là mặc vào dễ dàng cho hoạt động cũng sẽ không bị phát hiện thân phận phổ thông áo vải phát giác được trần nương tử ý tứ tưởng nghị một chút do dự liền đi đi lên giữa ban ngày lén lút hoàn toàn chính xác không bằng quan minh chính đại thuận tiện chút bởi vì là vì tới bắt giảng tùng lâm cùng ngoại thất cho nên trần nương tử cùng tưởng nghị ra vẻ phổ thông vợ chồng chỉ ở đại điện bên ngoài dập đầu đầu sau đó liền trực tiếp góp dầu vừng tiền cho đại điện bên ngoài tiểu sư phó được không tính thiếu dầu vừng tiền bởi vì đông sơn tự hương hỏa không tính cường thịnh bởi vậy tiểu sư phó khi biết trần nương tử cảm thấy mệt mỏi nghĩ ngừng lại thời điểm rất nhiệt tình nhận hai người đi chiêu đại khách hành hương hậu viện đại hống đi tiểu sư phó hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đông Sơn tự hương hỏa không cường thịnh, hậu viện này chỗ ở khách hành hương thì càng ít, một cái chịu một cái tiểu viện tử, hai người động tác nhanh, bất quá một khắc đồng hồ liền toàn bộ đi đến. Ngoại trừ bọn hắn, chỉ có một cái tiểu viện tử ở một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê, cũng không có giảng tùng lâm thân ảnh. Nhưng giảng tùng lâm hoàn toàn chính xác tiến đến, còn hướng hậu viện đi. Tưởng nghĩ nhíu mày nghĩ mãi mà không rõ. Trần Nương Tử chợt nghĩ đến mấy năm trước một sự kiện, đi theo dọa đến sắc mặt trắng bệch. Giảng Tùng Lâm là bị Giảng Nhược Vân lời nói khí hung ác, bởi vậy mặc dù biết không ổn, nhưng vẫn là tới. Tiết Tiểu Ngọc nhìn thấy hắn thời điểm phi thường ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng phi thường mừng rỡ, mời hắn vào nhà ngồi xuống, lại vội vàng rót cho hắn trà, lúc này mới ôm nhu hỏi. Tam ca, ngày hôm nay tại sao cũng tới, thế nhưng là có việc. Giảng Tùng Lâm lắc đầu, trong phòng đảo mắt một vòng, hỏi. Quý Ca Nhi cùng Tú Châu đâu? Tiết Tiểu Ngọc nói. Quý Ca Nhi còn đang ngủ, Tú Châu trong phòng làm nữ công đâu? Giảng Tùng Lâm buông xuống chén trà, nói. Ta đi xem một chút Tú Châu. Tiết Tiểu Ngọc đứng dậy tương bồi. Đây là một chỗ rất nhỏ viện tử, chính phòng ba gian. Tiết Tiểu Ngọc cùng Nhi tử giảng thành quý ở tại Tây ở giữa, tốt hơn đông ở giữa thì ở giảng Tú Châu. Giảng Tùng Lâm tiến đông ở giữa không có để cho người ta thông tri giảng Tú Châu, bởi vậy đi vào lúc, vừa vặn trông thấy nàng ngồi tại dưới cửa, chính nghiêm túc tại làm một kiện cái yếm nhỏ. Tú Châu, mau nhìn ai tới. Tiết Tiểu Ngọc lên tiếng. Đã 14 tuổi giảng Tú Châu, nếu là giảng ngưng ở đây, hai người đứng chung một chỗ không cần người bên ngoài nói chuyện, tất nhiên biết được hai người là một đôi ruột thịt hoa tỉ muội đồng dạng niên kỷ, đồng dạng kiều diễm như hoa hình dạng, đồng dạng cặp mắt đào hoa, chỉ bất quá nàng nhiều một giọt nước mắt nốt rồi. Nếu là không có giảng tùng lâm đối đầu so, người bên ngoài sợ là nhìn không ra giảng tú châu cái mũi miệng cũng giống như giảng tùng lâm, nhưng là giảng ngưng lại không giống, giảng ngưng càng giống an bình công chúa. Nhưng làm sao giảng tú châu cùng giảng ngưng đứng chung một chỗ cơ hội quá ít. Bởi vậy điểm này liền là giảng tùng lâm đều không có phát giác. Cha! ngài tại sao lại tới rồi giảng tú châu phi thường vui vẻ quát to một tiếng cầm theo kéo căng liền đánh tới khó khăn lắm đến phụ cận lúc tiết tiểu ngọc đang muốn cản giảng tùng lâm lại trước một bước ôm lấy giảng tú châu đến xem nữ nhi ngoan a à. giảng tú châu vậy mới không tin giơ theo kéo căng nói nhìn con ngoan mới đúng cha đây là ta cho quý ca nhi làm ngài nhìn xem thế nào giảng tùng lâm lung tung mắt nhìn nói tốt. Rất có mấy phần mẹ ngươi chân truyền. Tiết Tiểu Ngọc nhấp miệng cười, lại đưa tay điểm một cái giảng tú châu cái tráng, ngươi nha, bao lớn người, còn như thế lỗ mãn, cẩn thận kim đâm đến cha ngươi. Giảng tú châu hoạt bát le lưỡi, lại là đột nhiên nói. Cha, ta muốn thay đổi danh tự. Giảng Tùng Lâm rất giật mình, cải danh tự. Danh tự này đều gọi vài chục năm, làm sao đột nhiên nghĩ đến cải danh tự giảng tú châu gật đầu thái độ lại là rất kiên quyết đúng cải danh tự không gọi giảng tú châu cha ta muốn gọi minh châu giảng minh châu có dễ nghe hay không giảng minh châu giảng tùng lâm trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến bốn chữ minh châu bị long đong đứa nhỏ này không phải biết cái gì đi hắn bận bịu quay đầu đi xem tiết tiểu ngọc tiết tiểu ngọc thần sắc không có biến hóa chút nào tự hồ coi là giảng tùng lâm là đang hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng cười giải thích nói. Đứa nhỏ này, hỏi ta nàng có phải hay không chúng ta hòn ngọc quý trên tay? Ta trả lời nói là, nàng liền nháo muốn cải danh tự đâu. Giảng Tú Châu ôm giảng tùng lâm tay áo nũng nịu, cha, có thể hay không mà. Giảng tùng lâm nghĩ đến giảng nhược vân, theo bản năng gật đầu, tốt. Tác giả có lời muốn nói. Thật có lỗi thật có lỗi, càng chậm, miễn phí đưa tặng 500 chữ, đã mua qua không cần lại nhiều dùng tiền rồi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 65 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giảng Tú Châu cực kỳ cao hứng, vụng trộm hướng tiếp Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn, vui vẻ nói. Quá tốt rồi, vậy sau này ta gọi Giảng Minh Châu. Nương, cha, các ngươi đừng quên, ta nhũ danh cũng muốn đổi về sau không phải Tú Châu mà là Minh Châu Tiết tiểu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu tốt tốt biết làm nương sắc mặt như thường có thể làm cha lại trong lòng bình tĩnh không được giảng Tùng Lâm nhìn xem giảng Tú Châu a không đã là giảng Minh Châu hắn nhìn xem giảng Minh Châu nữ nhi này đã 14 nàng cùng trong nhà một cái khác nữ nhi là cùng năm cùng tháng cùng ngày xuất sinh a Ngưng đã tại bị mấy lần thúc thành thân thế nhưng là nàng lại ngay cả muốn gả cho ai cũng còn không biết. Không chỉ có như thế, nàng như hoa loại này niên kỷ, lại ngay cả quan minh chính đại lộ diện đều không được. Mấy năm trốn ở cái này đông sơn tự, nếu là A ngưng lại không thành thân, lại không biết chân tướng, nàng sợ là còn muốn tiếp tục chờ xuống dưới. Giảng Tùng Lâm đột nhiên cảm giác được ấy nấy. Cho dù những năm này hắn đều chưa từng hối hận qua, cho dù hắn tuyệt không thích an bình công chúa, nhưng nhìn cái này vốn nên cao cao tại thượng vốn nên từ nhỏ nuông chiều lớn lên vốn nên gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu nữ nhi trong lòng của hắn ấy nấy vẫn là từng chút từng chút nảy sinh ra đến cùng cũng là hắn cốt nhục a à. cho dù không phải thích nữ nhân sinh nhưng đến cùng chảy huyết mạch của hắn giảng tùng lâm bỗng nhiên có chút không dám đối mặt giảng minh châu nhất là đứa nhỏ này đơn thuần thiện lương một đôi mắt bên trong tràn đầy cuốn quyết Tiết Tiểu Ngọc từ thiếu nữ thời kỳ liền theo giảng Tùng Lâm, đối với hắn hiểu rõ sâu tận xương tủy, hắn chút ít nhíu mày, nàng liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Minh Châu, ngươi tiếp tục thiêu thù may vá, ta và ngươi cha còn có lời muốn nói. Nàng kéo giảng Tùng Lâm, xong giảng Minh Châu lắc đầu. Giảng Minh Châu nhu thuận xác nhận, mặc dù ánh mắt ngây thơ không biết phát sinh cái gì. Giảng Tùng Lâm thấy thế, trong lòng càng phát ra khó chịu cuối cùng cơ hồ nghẹn bất quá khí trốn rời đi đông ở giữa tiết tiểu ngọc hiểu rõ hắn cùng hắn đến ra ngoài tự tay cho hắn pha một bình trà nhìn xem thần sắc hắn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mới nhỏ giọng nói tam ca không có chuyện ngươi đừng để trong lòng giảng tùng lâm nói không ra lời chỉ hung hăng uống một ngụm trà tiết tiểu ngọc ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài thanh âm thấp hơn chút minh châu đứa nhỏ này nhu thuận hiểu chuyện nàng chưa từng trách ngươi. Mà lại những năm gần đây, ta cũng là coi nàng là con gái ruột đối đãi cho dù cái nào một ngày nàng biết chân tướng, nàng cũng sẽ không trách ngươi, dù sao ta đối đãi nàng tốt, ngươi càng là cũng thương nàng. Giảng Tùng Lâm ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tiết Tiểu Ngọc. Tiết Tiểu Ngọc cho hắn sinh một trai một gái, năm nay cũng hơn 30, giữa lông mày sớm không còn trước kia xinh đẹp động lòng người, nàng bây giờ nhìn thậm chí so an bình công chúa còn già hơn tốt nhất mấy tuổi nhưng rõ ràng nàng là so an bình công chúa tiểu nhân nhưng giảng tùng lâm lại tuyệt không ghét bỏ thậm chí nghĩ đến lời nàng nói nghĩ đến nàng cũng là tại hài tử vừa ra đời chỉ thấy không đến hài tử giảng tùng lâm trong lòng liền xông lên tràn đầy áy náy cùng thương tiếc tiểu ngọc hắn mở miệng thanh âm sát nhiên Tiết Tiểu Ngọc dùng một loại tựa như có thể vô hạn bao dung ánh mắt nhìn xem hắn, sau đó đưa tay, cầm thật chặt tay của hắn, tam ca, không có chuyện. Giảng Tùng Lâm cũng nhịn không được nữa, đem Tiết Tiểu Ngọc kéo qua ôm vào trong ngực, đứng dậy nhanh chân đi tay ở giữa. Mà rất nhanh, hắn tự mình ôm đang ngủ say giảng thành quý đưa đi đông ở giữa, một mình trở về tay ở giữa. Một phen về sau, giảng Tùng Lâm vội vàng đi. Tiết Tiểu Ngọc chỉ lười biếng nằm một lát, liền đứng dậy mặc xong y phục, vẫn còn không đợi nàng đi ra ngoài, ra ngoài liền bỗng nhiên truyền đến giảng thành quý tiếng khóc, đi theo còn có giảng Minh Châu kêu sợ hãi, tiếp tiểu ngọc giật mình kêu lên, bận biểu nhất chân xông ra ngoài. Nhưng mà nàng mới tới cửa, một cước vừa bước ra, liền bỗng nhiên một cổ đại lực hướng phía trái tim của nàng đánh tới. Sau một khắc trần nương tử thu chân, tiếp tiểu ngọc đã bị đạp bay lên, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiết Tiểu Ngọc bất quá cô gái bình thường, lại mới bị dày vào một lần, trần nương tử cái này không khách khí một chút, cơ hồ không có té nàng toàn thân tan ra thành từng mảnh. Chỉ bỗng nhiên nghe không được gian ngoài nhi nữ tiếng khóc, trong lòng nàng sợ hãi, nơi nào còn nhớ được chính mình. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai sao? Nàng liên tiếp vấn đề, cực lực làm ra dọa người vẻ giận dữ, chỉ tiếc trời sinh tướng mạo yếu đuối, cho dù mặt lạnh nổi giận, nhìn cũng y nguyên một bộ yếu đuối có thể lấn bộ dáng. Trần Nương tử đã là phụ nhân, nghe trong phòng mùi vị liền buồn nôn muốn ói, căn bản khinh thường Lý Tiết Tiểu Ngọc. Chỉ 5 năm trước nàng sai một lần, lần này có chút đến cùng nhịn không được hỏa khí, Tiết Nương tử, phu quân chết Tiết Nương tử, ngươi ngược lại là dấu giếm sâu a, còn có phò mã gia, cũng không nghĩ tới hắn như vậy không câu nệ tiểu tiết, đúng là vì nuôi giả nữ nhân, không quan tâm bản thân bị nói thành chết tiết tiểu ngọc kinh hãi nghẹn ngào kêu lên ngươi là an bình công chúa phái tới trần nương tử hừ lạnh một tiếng tiến lên túng tiết tiểu ngọc bả vai đúng là trực tiếp như vậy đem người thuận mặt đất kéo ra ngoài mà tới được gian ngoài tiết tiểu ngọc xem xét tưởng nghị một tay mang theo hôn mê giảng thành quý một tay đúng là bóp lấy giảng minh châu cái cổ lập tức nổi giận nàng bỗng nhiên phát lực tránh ra trần nương tử lập tức nhào tới ôm lấy giảng minh châu hỗn trướng ngươi làm gì, ngươi làm gì, ngươi biết nàng là ai chăng? Ông lấy nữ nhi, nàng lại bận bịu muốn đi đoạt giảng thành quý, ngươi đem quý ca. Ồn ào quá. Tưởng nghị tính tình lớn, mà lại hắn luôn luôn duy ca ca tương đào như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tương đào nói bùi cẩn thích giảng ngưng, nói giảng ngưng là chủ tử từ nhỏ nuôi đến lớn tiểu tức phụ, như vậy theo tưởng nghị, chủ tử tiểu tức phụ sự tình liền là chuyện của hắn. Dưới mắt chủ tử tiểu tức phụ bị khi phụ, hắn đương nhiên muốn ra mặt. Hắn đưa tay bóp chặt giảng Thành Quý Yết Hầu, lạnh lùng đánh gãy Tiết Tiểu Ngọc, hắn chỉ là hôn mê, ngươi nếu là lại gọi bậy, ta không ngại bóp chết hắn. Tiết Tiểu Ngọc lời nói lập tức cắm ở trong cổ họng. Giảng Minh Châu càng là dọa đến nước mắt chảy một mặt, nương, cha hắn. Ngậm miệng. Lại ồn ào ta cắt đầu lưỡi ngươi. Trần nương tử quát lớn một tiếng trên thực tế nàng hận không thể cũng bóc chết giảng minh châu giảng tùng lâm bên ngoài lại có cái con gái lớn như vậy đây là căn bản là không có đem an bình công chúa để ở trong lòng a trần nương tử là nữ nhân bản năng liền hướng về an bình công chúa giảng minh châu không dám lên tiếng nữa chỉ hướng tiết tiểu ngọc trong ngực chui tiết tiểu ngọc lại kỳ dị tỉnh táo lại nàng nhìn xem trần nương tử âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu là dám cắt minh châu đầu lưỡi trở về phủ công chúa, liền đợi đến an bình công chúa cắt đầu lưỡi của ngươi đi. Ha ha, cái này nữ nhân điên. Trần Nương Tử vô ý thức liền muốn cười, nhưng rất nhanh nàng liền không cười được. Nàng nhìn xem Tiết Tiểu Ngọc, lại bận biểu đi xem Giảng Minh Châu. dáng dấp nhìn rất đẹp Giảng Minh Châu, cùng Giảng Ngưng Phi thường giống Giảng Minh Châu, mà lại. Nàng một cái không ra gì ngoại thất sinh nữ nhi, thế mà gọi Minh Châu. Nàng xứng sao? trừ phi trần nương tử một mặt hoảng sợ tưởng nghị lại so với nàng về trước thần hắn trầm giọng nói trần nương tử vẫn là trước tiên đem người mang về trần nương tử tới gặp giản ngưng thời điểm giản ngưng đang chuẩn bị đi chính viện dùng cơm tối gặp trần nương tử vội vàng chạy đến còn một mặt sợ hãi bộ dáng giản ngưng nghỉ ngơi tâm tư này đuổi người đi chính viện nói một tiếng liền kêu trần nương tử trở về phòng đóng cửa mệnh nàng nói là chuyện gì xảy ra nhưng trần nương tử nhìn xem nàng lại một câu cũng nói không nên lời trong lòng cái kia suy đoán hành hạ nàng một đường nàng mặc dù một mực không dám đi chứng thực nhưng trên thực tế trong lòng đã tin chính phần nếu là cái này chân tướng nói ra giản ngưng biết sợ là chịu không nổi mà an bình công chúa biết sợ là dung không được giản ngưng không có nữ nhân nào có thể cho phép hạ tính tình liệt giết giản ngưng cũng có thể Trần Nương Tử là thật không muốn nói, nàng nhìn xem Giảng Ngưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Ma Ma, ngươi thế nào? Giảng Ngưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Trần Nương Tử nước mắt lập tức liền xuống tới, quận chúa, ngài tìm tới phò mã ngoại thất, muốn định làm gì đâu. Mỗi người đều có khuynh hướng, đều có muốn bảo vệ người. Trần Nương Tử không muốn nghĩ An Bình công chúa đáng thương biết bao, nàng chỉ muốn bảo vệ Giảng Ngưng. Giản Ngưng lại trái tim bỗng nhiên co rụt lại, dù không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là hỏi ra lời, "Ngươi tìm tới người?" "Cha." "Phò mã hắn, thật sự có ngoại thất." Trần Nương Tử nức nở nói, "Còn có hai đứa bé." "Hai đứa bé?" Giản Ngưng tức giận đến lập tức đứng lên, "Người đâu?" "Người ở đâu đây?" Trần Nương Tử ngữ khí cũng gấp, "Quận chúa, ngài còn không có cùng nô tỳ nói sao?" ngài tìm tới phò mã ngoại thất muốn định làm gì? Còn có hai đứa bé kia, ngài lại muốn làm thế nào? Hài tử. Cho dù đại nhân có lỗi, nhưng hài tử đến cùng là vô tội, quận chúa ngài. Giảng ngưng ngay tại nỗi nóng, lại nghe Trần Nương tử thế mà tại giữ gìn giảng tùng lâm ngoại thất cùng ngoại thất sinh hài tử, nàng giận dữ, quát lớn. Trần ma ma, ngươi đi quá giới hạn. Những này không phải ngươi nên hỏi tới. Dừng một chút, nghĩ đến hai đứa bé kia, giản ngưng thanh âm cứng rắn nói. Hài tử là vô tội, nhưng mẹ ta đâu, mẹ ta không vô tội sao? Ta đáng thương đứa bé kia, ai đến đáng thương mẹ ta? Nhưng, nhưng ngài cũng là cái kia ngoại thất sinh hài tử A. Trần Nương tử luống cuốn cực kỳ. Nàng sống cái này hơn 30 năm, còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Giảng ngưng cũng đã đã đợi không kịp, người ở nơi nào? Trần Ma Ma, ngươi đi đem người mang đến, không cần tới ta cái này, trực tiếp đi chính viện. Chuyện này, nương nhất định phải biết. Cha dám can đảm làm ra chuyện như vậy, hắn liền muốn gánh chịu có thể sẽ có hậu quả. Đang khi nói chuyện nàng đã ra bên ngoài, dường như nghĩ đi trước chính viện chờ lấy. Trần Nương Tử cũng nhịn không được nữa, xuất thủ giữ nàng lại, quận chúa, việc này, không thể nói. Giảng ngưng mảnh quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem Trần Nương Tử. Trần Nương Tử há mồm, rốt cuộc nói. Ngài! Không phải công chúa con gái ruột, ngài! Hẳn là cái kia ngoại thất tiết Nương Tử sinh. Cái gì? Giảng ngưng nhìn xem Trần Nương Tử, dưới chân lại mềm nhũng, lão đảo hai bước liền muốn ngã sấp xuống. Vẫn là Trần Nương Tử nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ nàng. Giảng ngưng cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, nàng lắc đầu, cảm thấy đại khái là mới vừa nghe sai, lại hoặc là xuất hiện ảo giác. Nàng dùng sức cắn môi, đau đớn chậm rãi để nàng thanh minh tới, nàng miễn cưỡng gạt ra một tia cười, phân phó nói. Trần ma ma, mau đi đi, ta đi trước chính viện, ngươi một hồi trực tiếp đem người mang tới liền tốt. Trần nương tử biết, giảng ngưng đây là tại lừa mình dối người. Nàng lôi kéo giản ngưng không chịu buông tay, mở miệng lần nữa, quận chúa, ngài nghe rõ ràng nô tỳ lời mới vừa nói sao nô tỳ nói ngài ngậm miệng giảng ngưng tật âm thanh quát chói tai ngươi nói bậy bạ gì đó nhanh đi quận chúa trần nương tử đi vào giảng ngưng bên người năm năm lần thứ nhất cho nàng quỳ xuống quận chúa nô tỳ không có lừa gạt ngài việc này ngài vẫn là tự mình quá khứ xác định đến cùng như thế nào lại tính toán sau đi giảng ngưng không dám tin không muốn tin, nhưng nàng cũng hoàn toàn chính xác minh bạch, Trần Nương Tử sẽ không lừa nàng. Đã Trần Nương Tử nói ra lời như vậy, như vậy chuyện này, liền ít nhất có tám thành là thật. Nhưng làm sao có thể chứ? Nàng làm sao có thể không phải nương nữ nhi, nương đau như vậy nàng? Cái mũi của nàng miệng, đều như vậy giống nương, làm sao có thể không phải thân sinh? Hoang đường như vậy, Trần Nương Tử khẳng định là bị lừa. Trần Ma Ma, ngươi sợ là bị lừa. Giả ngưng thanh âm trước nay chưa từng có tỉnh táo, người ở đâu nhi, ngươi đi đem người mang tới, không có việc gì, ngươi là bị lừa, không cần lo lắng. Quận chúa Trần nương tử không thể không cất cao thanh âm. Giả ngưng cắn môi, cắn vào miệng đã có mùi máu tươi, nhưng nàng vẫn là rất kiên định, ngươi đi. Đem người mang đến. Tác giả có lời muốn nói. Hữu nghị đề nghị, Kế tiếp là cái này văn cái cuối cùng ngược điểm ra phải là, hậu kỳ nhỏ ngược liền là vợ chồng tình thú có thể tạm thời tích lũy văn, mặc dù cơ hữu nói ta khẳng định làm không được, nhưng là ta nghĩ không ăn màn thầu chưng khẩu khí cho nàng nhìn xem tuần này sáu cũng chính là tháng này ngày 28, ta nữ thần sinh nhật, ta nhất định tăng thêm, đem cái này tình tiết toàn bộ viết xong đến lúc đó, mọi người có thể cùng một chỗ nhìn rơi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 66 66 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Giảng ngưng thái độ quá kiên định, trần nương tử không cách nào, chỉ có thể nên rời đi trước Thế nhưng là giảng ngưng hiện tại là không lý trí, nàng lại không thể cứ như vậy nghe lời Nếu là thật sự đem người mang về, cái kia hết thảy chân tướng rõ ràng, giảng ngưng nên đi nơi nào đâu nàng nhìn xem tiểu cô nương này từ 9 tuổi dài đến 14 tuổi, qua mùa đông này, liền muốn 15. Tiểu cô nương này mấy năm qua ngậm bao nhiêu đắng, trần nương tử nhìn thật thật, nàng là thật không nở. Coi như nàng cái này hạ nhân không nghe lời đi, chí ít có thể cho quận chúa một cái đổi ý cơ hội. Trần nương tử sau khi ra cửa kêu thanh đại, đem tiếp tiểu ngọc mấy người giờ phút này đợi khách sạn tên nói cho nàng, đi theo mới xuất phủ. Trở lại khách sạn, tưởng nghĩ thấy chỉ có trần nương tử một người liền cẩn thận đi xem mặt của nàng quả nhiên gặp nàng giống như khóc qua một trận bộ dáng hòa huệ quận chúa đâu nhưng hắn vẫn hỏi trần nương tử không muốn nói chuyện thế nhưng là nghĩ đến giảng ngưng cái kia tính tình nghĩ đến nếu là thật sự tướng bị nàng nói ra cũng đừng cuối cùng an bình công chúa dung không được nàng nàng nếu không phải an bình công chúa nữ nhi vậy dĩ nhiên cũng không phải người khoác phượng mệnh quận chúa đến lúc đó giảng gia có thể hay không hộ nàng đâu. Mặc kệ giảng gia có thể hay không, bùi cẩn sẽ a. À. Mặc dù không biết giảng ngưng cùng bùi cẩn thường xuyên gặp mặt bàn bạc cái gì, nhưng biết được bùi cẩn đối giảng ngưng tốt, trần nương tử liền vẫn là nói, quận chúa để cho ta đem người mang về, ta không nghe nàng, lưu lại khách sạn danh tự, liền ra. Chuyện này, tử nghị cũng biết khó giải quyết. Hắn gật gật đầu, nói. Ngươi nhìn xem, ta trở về hồi bẩm chủ tử tưởng nghị sau khi đi trần nương tử tiến một lần môn giảng thành quý còn không có tỉnh giảng minh châu cùng tiết tiểu ngọc hai mẹ con nằm một khối cuối thấp đầu thấy không rõ thần sắc trần nương tử cũng không biết như thế nào đối với các nàng liền muốn đóng cửa ra ngoài giảng minh châu lại gọi ở nàng ta đói trần nương tử tức giận chịu đựng giảng minh châu ủy khuất đi xem tiết tiểu ngọc nương ta đói trên thực tế Tiết Tiểu Ngọc cũng đói bụng. Nàng vỗ vỗ giảng Minh Châu tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nương Tử, "Ngươi không phải An Bình công chúa người sao? Cho dù An Bình công chúa còn chưa tới, ngươi cũng không nên bị đói Minh Châu, nếu không về sao?" Trần Nương Tử chán ghét chết Tiết Tiểu Ngọc, nhìn xem nàng liền không nhịn được nghĩ tay xé nàng. Đồng thời cũng chán ghét lên giảng Minh Châu, không biết nàng có biết hay không chân tướng, Tiết Tiểu Ngọc nói rõ ràng như vậy nàng có ngốc cũng hẳn là có mấy phần nghi hoặc a à, nếu là biết nàng đây là đang làm cái gì nàng phiền chán tiết tiểu ngọc nói chuyện cầm thăng lung tung đoàn thành đoàn đúng là trực tiếp như vậy ném vào tiết tiểu ngọc miệng bên trong ngăn chặn nàng câu nói kế tiếp cửa bị từ bên ngoài khóa lại trần nương tự tiến bước chân chậm rãi đi xa nương chúng ta chúng ta muốn hay không trốn a à? giảng minh châu vội nói tiết tiểu ngọc lắc đầu trên mặt lại có mấy phần nghi hoặc chúng ta trốn không thoát mà lại cũng không cần trốn cái kia xuẩn công chúa chúng ta một ngày này đợi rất lâu chỉ là nàng trầm ngâm khó hiểu nói chỉ là thật là kỳ quái an bình công chúa đuổi người tới làm sao đối hai chúng ta đều rất chán ghét giống như giảng minh châu lập tức khẩn trương lên nương có thể hay không không phải an bình công chúa là cái khác người bắt cóc chúng ta cái khác người bắt cóc bọn hắn nương ba làm gì? Tiết Tiểu Ngọc đột nhiên kiên định, sẽ không, khẳng định là nàng. Giảng Minh Châu tin tưởng nương, an tĩnh lại, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Trần Nương tử đưa cơm tới, nàng lại có chút sợ hãi mà nói. Thế nhưng là nương, ta sợ. Tiết Tiểu Ngọc đem ôm lấy nàng, ôm nhu dụ dỗ nói. Ngoan, không sợ, ngươi nghe lời của mẹ, không có chuyện gì, chúng ta ngày tốt lành liền muốn tới, Tưởng Nghị vội vàng hồi phủ, Bùi Cẩn lại đang muốn tiến cung. Bởi vậy Tưởng Nghị liền nhảy lên xe ngựa, trên đường đem giảng Tùng Lâm sự tình nói. Bùi Cẩn lúc trước đã đoán được mấy phần, nghe những này cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là nghĩ đến Giảng Ngưng, lông mày không tự chủ được nhíu. Đứa nhỏ này là thật số mệnh không tốt, em đẹp lại bỗng nhiên náo ra chuyện như vậy bưng, kiếp trước nàng thậm chí đều có thể không biết, chỉ sợ lúc này lại đủ nàng khổ sở một lần được rồi, đã nàng người đã biết, vậy liền không cần lo. Bùi cẩn phân phó tưởng nghị, cái này một hai ngày, cái kia tề ngọc sẽ biết được hôm qua đắc tội ta sau sẽ có dạng gì hạ tràng, đánh giá không ra năm ngày hắn liền sẽ tới cửa. Hiện tại những này không cần phải để ý đến, ta này lại phải vào cung, ngươi quay đầu chiêu cấm vệ quân bên trong người của chúng ta, để bọn hắn đi thiên điện chờ ta. Lúc trước hai lần tiến đến gặp giảng ngưng đều là vô dụng, lần này bùi cẩn liền không có ý định đi dù sao hắn cũng không thích hợp quá mức để ý giản ngưng tưởng nghị lại không lập tức đáp ứng hắn nhìn xem bùi cẩn thanh âm bỗng nhiên thấp xuống chủ tử kỳ thật liên quan tới hòa huệ quận chúa còn có một chuyện bùi cẩn nhíu mày tưởng nghị cũng không phải cái có chuyện ấp a ấp úng không nói ra được tính tình tưởng nghị thở dài nói hòa huệ quận chúa khả năng không phải an bình công chúa thân sinh nàng thân sinh mẫu thân có thể là giảng tùng lâm ở bên ngoài cái kia ngoại thất chuyện này không chỉ tiểu nhân hòa huệ quận chúa trước mặt cái kia bà tử cũng biết nàng nói cho hòa huệ quận chúa nhưng hòa huệ quận chúa lại kiên quyết để nàng đem người mang về cái này nếu là gọi an bình công chúa biết bùi cẩn nghe lời này cả người cấp tốc nghiêng về phía trước thân thể giống như là trong nháy mắt kéo căng một tay hữu lực nắm lấy tưởng nghị cổ áo ngươi nói cái gì giảng ngưng không phải an bình công chúa thân sinh nhưng có chứng cứ tưởng nghị theo bùi cẩn vài chục năm đây là lần đầu tiên trong đời gặp bùi cẩn thất thố như vậy hắn bị dọa đến ngẩn người thẳng đến bởi vì bùi cẩn khí lực lớn hắn có chút không thở nổi mới phản ứng được không có chứng cứ nhưng lời này là giảng tùng lâm cái kia ngoại thất nói hắn khó mà hô hấp thanh âm là dựa vào dắt cuốn họng kêu đi ra bên ngoài đánh xe tương đào nghe bận biệu phân thần nhìn lại cái này xem xét liền kinh đến bận biệu ghìm ngựa dừng lại vội vàng nói chủ tử thế nào tưởng nghị bùi cẩn không có buông ra tưởng nghị lại là bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi mắt thoáng chốc đổ đầy đóng băng thanh âm càng là giống như hàng băng phá trúc không tiếng cung đi khách sạn tưởng nghị là cái nào khách sạn tưởng nghị lúc này mới rốt cục được tự do báo lên khách sạn danh tự. Giảng ngưng ngơ ngơ ngác ngác chờ ở nhà, nhưng một mực không đợi được Trần Nương Tử dẫn người tới. Nàng rốt cục ngồi không yên ra cửa, kết quả Thanh Đại lập tức tiến lên đón, quận chúa, Trần Nương Tử nói, ngài nếu là muốn gặp ai, liền đi khách sạn tìm nàng. Cái này Trần Nương Tử. Giảng ngưng giờ phút này tâm như đay rối, khí không nổi, cũng buồn bực không nổi. Nàng rõ ràng cảm thấy hẳn là trước tiên đi nói cho nương, thế nhưng lại một mực núp ở trong phòng đang chờ, đang trốn tránh. Cảm thấy chỉ cần Trần Nương Tử không có đem người mang đến, nàng liền có thể trốn tránh xuống dưới, liền có thể không đi nói cho Nương chân tướng. Thậm chí, nàng hiện tại hẳn là khí Trần Nương Tử, thế nhưng là nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Là cái nào khách sạn, ta hiện tại liền đi. Thanh Đại nói khách sạn danh tự. Khi là cách phủ công chúa bất quá hai con đường một khách sạn, giảng ngưng mang theo thanh tương thanh đại, không có nói với An Bình công chúa liền ra cửa. Một khắc đồng hồ đều không muốn, nàng liền xuất hiện tại cửa khách sạn, Trần Nương Tử trên lầu thấy được nàng, đón xuống tới. Quận chúa, ngài đã tới. Trần Nương Tử cung kính nói. Giảng ngưng hoảng hốt một đường, lúc này bỗng nhiên thanh minh tới, bất luận như thế nào, nàng phải biết xác thực chân tướng. Dù là nàng đích xác không phải nương con gái ruột, nàng cũng nhất định phải đem chân tướng nói cho nương cho dù cho dù kết cục không thể đoán được nàng vẫn luôn không có khóc vẫn luôn đang nhẫn nhịn nước mắt tại tiếng khách sạn đại môn trước đó nàng ngẩng đầu nhìn thiên sau đó cầm khăn dùng sức đè lên khóe mắt cửa bị đẩy ra trần nương tử đã giãn ngưng vào nhà về sau lại đem cửa đóng lại thanh tương thanh đại bị cách lưu tại cổng hai người liếc nhau đồng đều không hiểu Trần Nương tử dụng ý, bất quá sau đó tưởng tượng, lại là hiểu lầm đây là tại giữ bí mật, dù sao giảng Tùng Lâm đưa ngoại thất, còn để ngoại thất sinh một trai một gái, chuyện này truyền đi tại Hoàng gia tại thành quốc công phủ, đều là chuyện xấu. Giảng Ngưng vừa vào cửa, Giảng Minh Châu liền ngẩng đầu nhìn qua. Lần trước gặp mặt, là tại 5 năm trước, thời điểm đó Giảng Ngưng cũng vẫn là tiểu cô nương, mặc dù ngày thường xinh đẹp, nhưng giảng Minh Châu vẻn vẹn không xóa các nàng đãi ngộ mà thôi. Nhưng 5 năm, năm sau, lại nhìn giảng ngưng, giảng Minh Châu lại nhiều ghen ghét. Hai người hoàn toàn chính xác giống, đều sinh đắc rất xinh đẹp. Thế nhưng là từ tiểu sinh trường hoàn cảnh khác biệt, sở thụ giáo dục khác biệt, giảng Minh Châu trông thấy giảng ngưng, đã cảm thấy nàng giống như là cao cao tại thượng, mình vĩnh viễn cũng với tới không đến. Nàng Châu báo hoa phục, nàng băng cơ ngọc cốt, đây đều là rất cần tiền đến đắp lên, cần người đến phục vụ. Mình lại sinh trưởng ở Đông Sơn Tự. Cho dù chưa từng thiếu ăn thiếu uống, cốt đồ trang sức cùng y phục cũng không ít, nhưng những cái kia lại như thế nào có thể cùng giản ngưng so. Giảng ngưng đồ vật, hoặc là trong kinh lớn nhất châu báu đồ trang sức cửa hàng tốt nhất, hoặc là liền là từ trong cung đạt được ban thưởng, may sim y rất nhiều tài năng càng là tiến cống, những này giảng tùng lâm nhưng mua không được. Giảng Minh Châu ghen ghét đỏ ngầu cả mắt giảng ngưng ánh mắt lại vẻn vẹn từ trên thân giảng Minh Châu lướt qua, cũng không dừng lại. Tầm mắt của nàng, cuối cùng dừng lại tại tiết tiểu ngọc trên thân, khi thấy nữ nhân này nhìn xem nàng, trong mắt khắp nơi ống ánh lúc, giảng ngưng trong lòng lại là cảm thấy hoang đường. Thật hoang đường, giảng tùng lâm con mắt là mù sao. Nuôi dưỡng ở bên ngoài nhiều năm, thì ra là như vậy một nữ nhân, dung mạo của nàng liền an bình công chúa một phần mười đều không có nàng núp ở chỗ ấy vành mắt đỏ lên nhìn qua sợ hãi chật vật không ra gì thế nhưng là nàng lại là một nữ nhân như vậy sinh sao giảng ngưng vành mắt cũng đỏ lên lại là tức giận khí mình có thể sẽ có xuất thân khí mình là giảng tùng lâm cùng nữ nhân này gian sinh con nàng nhấc chân chậm rãi đi đến tiết tiểu ngọc trước mặt tiết tiểu ngọc nhìn xem nàng nước mắt giọt lớn giọt lớn ra bên ngoài tuôn người cũng đứng lên vương tay run lẩy bẩy tác tác, tự hồ là muốn đưa tay ôm giảng ngưng, nhưng lại không dám. Giản ngưng thanh âm cực kỳ bình tĩnh, ngươi có cái gì muốn nói? A ngưng. Tiết tiểu ngọc đột nhiên khóc thành tiếng, nghe nói ngươi gọi A ngưng, đúng hay không? Giảng ngưng không để ý tới nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng trong mắt lộ ra xem thường. Tiết tiểu ngọc nhéo một cái nắm đấm, khóc ròng nói. A ngưng, ta là nương, ta là... Trần ma ma. Giảng ngưng bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy tiết tiểu ngọc. Trần ma ma đi tới, quận chúa. Giảng ngưng âm thanh lạnh lùng nói. Vả miệng. Vả miệng. Tiết tiểu ngọc không dám tin trừng lớn mắt. Giảng Minh Châu lại là lập tức nhảy dựng lên, giảng ngưng. Ngươi nói cái gì? Vả miệng. Ngươi thế mà muốn chưởng miệng nàng, ngươi làm sao? Nàng, bị Trần Nương tử hung tợn một bàn tay đánh gãy. Trần Nương Tử là người tập võ, một bàn tay xuống dưới, thẳng đánh tiếp Tiết Tiểu Ngọc miệng bên trong có mùi máu tươi. Nàng khí, nàng vì giảng ngưng bất bình, bởi vậy giảng ngưng phân phó, nàng liền muốn cũng không muốn đánh tới. Dù là cái này Tiết Tiểu Ngọc thật sự là giảng ngưng mẹ đẻ, nàng cũng muốn đánh. Giảng Minh Châu còn chưa từng từng gặp giảng ngưng dạng này người, nàng từ nhỏ cùng Tiết Tiểu Ngọc tránh đi thế nhân mà sống, giao tế vô cùng đơn giản. Loại này nói đánh cũng không chút nào lưu tình đánh nàng mà nói không thể nghi ngờ là rung động nàng mặc dù cực kỳ đau lòng nhưng lại một chữ cũng không dám nói giảng ngưng nhìn xem nàng trong thanh âm lại có chút đắng chát chát ngươi ta không thể để cho trần ma ma đánh ngươi nhưng là ta lại có thể đánh ngươi nếu ngươi không tin lại loạn quỷ kêu thử một chút giảng minh châu vừa tức vừa ủy khuất co rúng lại lấy trốn đến tiết tiểu ngọc sau lưng giản ngưng lúc này mới thu tầm mắt lại nhìn về phía tiết tiểu ngọc nương ngươi là thứ gì một cái ngoại thất thế mà còn dám tự xưng nương chính là người bình thường nhà nghiêm chỉnh thiếp cũng không dám như thế tự xưng tác giả có lời muốn nói ta đã từng có nhìn qua liên quan tới ngoại thất một chút tư liệu nhưng là nhớ không rõ lắm nơi này thiết lập là ngoại thất địa vị là phi thường phi thường ti tiện sau đó nam nhân trộn đưa ngoại thất đồng thời cũng xúc phạm đại tề luật pháp trừ phi không ai bột ra, không phải luật pháp sẽ đối với nam nhân có trừng trị. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 67 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiết Tiểu Ngọc tưởng tượng qua rất nhiều về cùng giảng ngưng gặp mặt tràn cảnh, tốt, không tốt, các mặt nàng tự nhận đều đã nghĩ đến, nhưng lại làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vừa mới gặp mặt giảng ngưng liền phân phó hạ nhân đánh nàng mà theo sát lấy là không chút nào che giấu xem thường tiết tiểu ngọc biểu lộ từng chút từng chút rạn nứt vô luận như thế nào nàng cũng không tiếp thụ được đây hết thảy nàng cùng giảng tùng lâm rõ ràng là từ nhỏ thanh mai trúc mã rõ ràng là tại an bình công chúa trước đó giảng tùng lâm liền quyết định muốn cưới nàng tất cả mọi người có thể xem thường nàng nhưng an bình công chúa không thể nếu không phải an bình công chúa ỷ vào thân phận cướp đi giảng tùng lâm giảng tam thái thái rõ ràng nên nàng giảng ngưng lại ánh mắt lạnh lùng xuyên qua nàng nhìn về phía phía sau nàng nằm trên giường tiểu nam hài tiểu nam hài làn da hồng nhuận trắng nõn da trắng ngọc đoàn nhi nhìn niên kỷ cùng giảng thành da giảng băng không chênh lệch nhiều sinh một cái không đủ thế mà còn tái sinh một cái Trần Nương Tử gặp Giảng Ngưng nhìn về phía Giảng Thành Quý, do dự một cái chớp mắt, đến cùng thấp giọng bàn giao mình phạm sai, quận chúa, năm năm trước Đông Sơn Tự tiết Nương Tử, chính là trước mặt vị này. Đông Sơn Tự Giảng Ngưng con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin quay đầu nhìn về phía Trần Nương Tử. Trần Nương Tử mặt mũi tràn đầy áy náy, năm đó là nô tỳ sơ sót. Giảng Ngưng sửng sốt một lát, bỗng nhiên trầm thấp cười lên giảng tùng lâm giỏi tính toán a năm năm trước có phải hay không kém một chút liền đem đứa nhỏ này cùng giảng thành giai đổi đâu có phải hay không lại muốn lập lại chiêu cũ một lần nữa để hắn yêu dấu ngoại thất sinh thấp hèn đồ vật đi tu hú chiếm tổ chim khách đoạt mẫu thân sinh cốt nhục hết thảy giảng ngưng đây là đem mình cũng cùng chửi bởi vì nàng đã tin tin nàng không phải an bình công chúa nữ nhi tin nàng thực tế xuất thân đê tiện dạng này nàng đột nhiên liền có thể lý giải kiếp trước vì cái gì nương đột nhiên không thích nàng đây không phải là đơn thuần không thích kia là mang theo nồng đậm chán ghét a à, nương một mực đau như vậy nàng làm sao lại đột nhiên chán ghét nàng trừ phi trừ phi nàng căn bản không phải mẫu thân sinh nàng thậm chí còn đoạt nương con gái ruột vốn có hết thảy giản ngưng nước mắt rốt cục rơi xuống vì cái gì vì cái gì kiếp trước nương thụ ủy khuất như vậy thụ dạng này vũ nhục, cuối cùng lại. Nhưng không có như thế nào nàng, mà là đối nàng mở một mặt lưới rồi. Nàng nghĩ đến giảng tùng lâm không hiểu thấu nguyên nhân cái chết. Nàng vẫn muốn không rõ, bây giờ lại đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là nương chịu không được, cho nên giết hắn. Cho nên, giảng gia bên kia mới cùng nương trở mặt, cũng không tiếp tục quản nương cùng đệ đệ. Mà đối với nàng cũng là đồng dạng, nàng bất quá là cái gian sinh con, lại luôn luôn cùng giảng gia người bên kia không có tới hướng, bọn hắn dựa vào cái gì cho nàng ra mặt. Nàng là giảng tùng lâm mang cho giảng gia sĩ nhục đâu. Nàng cũng thế, dẫn đến giảng tùng lâm chết nguyên nhân đâu. Giảng ngưng đột nhiên cảm giác được tâm tượng là bị người cầm trọng chù y, một chù y một chú y đập xuống, buồn bực đau lợi hại. Nương đều có thể xuống tay với giảng tùng lâm, vì cái gì lại dung hạ nàng, là bởi vì yêu thương nhiều năm, không nở ra tay sao lại hoặc là còn muốn lo lắng ngoại tổ mẫu, không muốn để ngoại tổ mẫu biết chân tướng, sợ nàng lão nhân gia chịu không được. Cũng mặc kệ là loại nào, đều để giản ngưng đau lòng lợi hại, ấy nấy lợi hại. Nương, luôn luôn đơn thuần không yêu quản sự, toàn tâm toàn ý yêu giảng tùng lâm nương, nàng tại sao muốn tiếp nhận những này? Nàng dựa vào cái gì phải thừa nhận những này? Nàng khi đó hẳn là đối với mình rất hận đi, thế nhưng lại đọc lấy tình cũ không thể ra tay cũng cũng không nói gì nàng nhất định nhẫn rất vất vả quá đa nghi chua quá đa nghi đau để giản ngưng nhìn xem tiết tiểu ngọc hận không thể con mắt có thế phun lửa hận không thể uống máu hắn ăn thịt tùy ý nước mắt rơi nàng lại vẫn cứ đối tiết tiểu ngọc cười lên nương ngươi là ai nương ngươi dạng này nữ nhân cũng có thể xem như nương giản ngưng phản ứng vượt quá tiết tiểu ngọc đoán trước không đúng, không nên dạng này, làm sao cùng nàng nghĩ không giống chứ? Giả Ngưng hẳn là hoặc là bối rối sợ hãi, hoặc là phẫn nộ táo bạo, tuyệt không nên lãnh tĩnh như vậy, không nên thời gian ngắn như vậy liền tựa như tiếp nhận hiện thực, còn đối nàng tuôn ra nồng đậm hận ý, cái này không đúng. Tiếp Tiểu Ngọc nhìn xem Giả Ngưng bộ dáng, trong lòng hốt hoảng. Không biết vì cái gì, nàng có chút sợ hãi, sớm vì hai loại tình huống chuẩn bị lý do thoái thác nhất thời lại còn nói không ra. Tiết Tiểu Ngọc không nói lời nào, thậm chí bị giảng ngưng ép thần sắc có chút bối rối, có thể trốn ở sau lưng nàng giảng Minh Châu cũng rốt cuộc nhịn không được, nàng chăm chú nhéo một cái quyền, rốt cuộc mở miệng, nàng đương nhiên là mẹ ngươi, là 10 tháng hoài thai, hao hết thiên tân vạn khổ sinh hạ mẹ của ngươi. Là vì ngươi có thể được sống cuộc sống tốt, không tiếc có lỗi với người bên ngoài, không tiếc bốc lên thiên đại nguy hiểm, cũng muốn để ngươi có thế được sống cuộc sống tốt người. Nàng cho dù có sai, cho dù có thật xin lỗi, vậy cũng nên người bên ngoài tới nói, giảng ngưng, ngươi không có tư cách này. Giảng ngưng ngạc nhiên, ngươi biết chân tướng. Nàng Nguyên còn đang suy nghĩ giảng minh châu tựa hồ có chút đần, tiếc tiểu ngọc lời nói rõ ràng như vậy nàng còn thờ ơ, nhưng bây giờ xem ra, nàng đúng là biết tất cả mọi chuyện. Nếu biết, vậy tại sao nàng là như vậy thái độ? nàng rõ ràng hẳn là cao cao tại thượng quận chúa là nghiêm chỉnh công chúa đích trưởng nữ nàng vì sao lại tự cam đọa lạc tình nguyện làm một cái ngoại thất nữ nhi còn đối cái này ngoại thất không có một điểm hận ý giản ngưng thái độ không cần mở miệng giảng minh châu đều có thể đoán được nàng ý tứ nghĩ đến giảng ngưng đúng là như vậy chướng mắt tiết tiểu ngọc giảng minh châu lửa giận từ từ dâng lên đúng là hoàn toàn đè xuống ý sợ hãi nàng cuối cùng từ tiết tiểu ngọc sau lưng đi tới lòng đầy căm vẫn đối giảng ngưng nói. Nương là ngoại thất, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới rất nhiều người xem thường nàng, nhưng người bên ngoài có thế, ngươi không thể. Đừng nói ngươi, liền là an bình công chúa cũng không thể, lúc trước nếu không phải nàng ỷ vào công chúa thân phận ức hiếp nương, nương sớm đã là giảng tam thái thái, không cần nhiều năm như vậy không thể gặp người trốn ở bên ngoài. Giảng ngưng, ngươi có còn hay không là người? Ngươi cứ như vậy lan tâm cẩu phế sao? tự cho là có cái kia cao quý thân phận, cho nên liền mẹ ruột cũng mặc kệ. Ngươi đã lớn như vậy chẳng lẽ không ai dạy qua ngươi quy củ sao, trăm thiện hiếu làm đầu, nương liền xem như ngoại thất, vậy cũng vẫn là sinh mẹ ruột của ngươi. Mà nàng đợi ta, mặc dù an bình công chúa hèn hạ vô sĩ đoạt trượng phu của nàng, nhưng nhiều năm như vậy nàng lại một mực đợi ta rất tốt, chưa từng từng có nửa phần bạc đãi. Những năm này nàng một mực an tĩnh đãi ở bên ngoài, chưa từng từng đối cha có cái khác tưởng niệm cùng yêu cầu càng không cùng an bình công chúa đối nghịch qua nàng nơi nào có sai nơi đó liền để ngươi cái này hư giả phượng hoàng coi thường ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi thân phận gì có tư cách này sao minh châu tiết tiểu ngọc một mực lôi kéo giảng minh châu đãi nàng càng nói càng nhiều về sau chịu không nổi ôm lấy nàng lắc đầu khóc cầu đạo đừng nói nữa đừng nói nữa được không ta van ngươi Giảng Minh Châu tức giận đến dậm chân, mẹ. Nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn nhận nàng. Tiết Tiểu Ngọc không có nhận lời nói, chỉ hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Giảng Ngưng. Giảng Ngưng quả thực khó có thể tin, Giảng Minh Châu thế mà biết chân tướng, hơn nữa còn bị Tiết Tiểu Ngọc giáo thành bộ dáng này. Nương làm sao lại sinh ra Giảng Minh Châu vật như vậy? Như thế không phải là không phân, như thế nhận tặc làm mẫu. Nếu là nương biết, sợ là đau lòng hơn chết. Trần Ma Ma. Giảng ngưng tức giận đến toàn thân phát trung, thanh âm cũng không tự do rung lên, gọi thanh tương đi thành quốc công phủ truyền tin cho giảng Tùng Lâm, để hắn lập tức về phủ công chúa. Mặt khác, hỏi trưởng quỷ muốn dây thừng, đến đem cái này tiết nương tử cùng cái kia tiểu nam hài trói lại, mang về phủ công chúa. Dứt lời, nàng quay người muốn đi gấp. Nàng vốn cũng không nên tự tư, mặc kệ là thật hay là giả, nương đều có quyền lợi biết chân tướng nếu nếu nàng thật là tiết tiểu ngọc sinh như vậy nàng cũng không xứng lại để an bình công chúa nương về phần tiết tiểu ngọc nàng đem giảng minh châu giáo thành dạng này chẳng cần biết nàng là ai nương nàng đều đáng chết a ngưng tiết tiểu ngọc chợt xông lên bắt lấy tay của nàng a ngưng ngươi muốn đi đâu ngươi muốn đi đâu đây giảng ngưng căn bản không muốn để ý đến nàng lập tức dùng sức hất ra tay mặc cho tiết tiểu ngọc hung hăng ngã tại mép giường tiết tiểu ngọc bị ngã hung ác thử bò lên hạ thế mà không đứng dậy được nàng chỉ có thể quỳ một chân trên đất đào ở giường khóc hô không không muốn a à, ngưng đừng đi đừng nói cho công chúa không thể nói cho công chúa a à. giảng ngưng lạnh nhạt nói ngươi có lời gì ta đã không nghĩ lại nghe ngươi giữ lại cùng ta nương nói xong tiết tiểu ngọc vội la lên công chúa biết Ngươi làm sao bây giờ đâu? A à, ngưng, không thể nói, ngươi nghe lời, chuyện này không thể nói, sẽ hại ngươi A. À? Giảng ngưng mắt nhìn Giảng Minh Châu, nói. Nếu ta không phải nương nữ nhi, vậy bây giờ hết thảy vốn cũng không phải là của ta, ta vốn là nên bị đánh vào bụi bặm, bị đính tại sĩ nhục trụ lên. Cho dù xuất thân không phải ta có thể lựa chọn, nhưng cũng là ngươi cùng Giảng Tùng Lâm làm hại ta như thế, ta không mặc mũi lại đi hại người khác. Tiết Tiểu Ngọc bị nàng nói á khẩu không trả lời được, vô ý thức nhìn về phía Giảng Minh Châu. Giảng Minh Châu rung động lại lớn hơn. Nàng trong nháy mắt này cảm thấy da mặt đều bị Giảng Ngưng kéo xuống tới, nhất thời mất lý trí, nàng trực tiếp liền hướng Giảng Ngưng đánh tới. Giảng Ngưng do dự một chút, không dám tránh. Nàng nếu là né tránh, Giảng Minh Châu khẳng định sẽ ném ra. Nếu như Tiết Tiểu Ngọc nói là sự thật, nếu như kiếp trước thật là bởi vì nàng không phải con gái ruột, nương mới chán ghét nàng, mà giảng minh châu thật là nương con gái ruột, nàng đã chiếm nhiều năm như vậy tốt, như thế nào còn có thể đã thương giảng minh châu. Giảng minh châu bị giáo lại xấu lại hồ đồ, coi như bằng là mẫu thân sinh điểm này, nàng liền không thể tổn thương nàng một phân một hào. Không phải, nương vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ nàng. Nàng bất động, trần nương tử lại nhìn không được, tại giảng minh châu sắp đụng vào thời điểm, giữ nàng lại gáy cổ áo. Giảng Minh Châu bị hạn chế hành động, trong hư không bay nhảy lấy hai tay, thả ta ra. Ngươi cái này tiện tỳ, thả ta ra, ta muốn xé giảng ngưng miệng. Trần Nương Tử không buông tay, chỉ thấy giảng ngưng. Giảng ngưng đến cùng nói không nên lời trói chặt giảng Minh Châu, nàng mắt nhìn Tiết Tiểu Ngọc, uy hiếp giảng Minh Châu, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, không phải, ta hiện tại trước hết chặt Tiết Tiểu Ngọc tay. Giảng ngưng thật thật là đáng sợ. Nàng bình tĩnh như vậy, xấu như vậy, như vậy vô tình. Tiết Tiểu Ngọc nghĩ không ra, Giảng Minh Châu càng là không biết làm sao, nàng sửng sốt một cái chớp mắt, bỗng nhiên khóc, mẹ. Nương, nói cho công chúa, chúng ta nói cho An Bình công chúa chân tướng. Giảng Ngưng sắc mặt hoàn toàn chính xác khó xử, nhưng lại một điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Tiết Tiểu Ngọc nhắm lại mắt, sự xuất sức bú sữa mẹ đứng lên, bổ nhào vào Giảng Ngưng trước mặt quỳ xuống, A Ngưng, ngươi không thể làm như thế coi như ngươi không quan tâm mình, coi như đối ta cũng vô tình không nghĩa. Thế nhưng là cha ngươi đâu? Từ nhỏ đã đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay đau cha, đối ngươi tốt như vậy cha, ngươi có nghĩ tới không? Nói cho an bình công chúa chân tướng, cha ngươi sẽ như thế nào? An bình công chúa xuất thân tôn quý, nhưng tính tình lại tàn bạo, nàng chất nhi vẫn là đương kim thiên tử, cha ngươi sẽ chết. Đúng vậy a, à, kiếp trước liền chết. Nương cũng thật ngốc, làm sao lại giết hắn? dạng này người làm sao lại để hắn như vậy dễ chịu hẳn là để hắn sống được lâu lâu dài lâu cả một đời tra tấn mới tốt tiết tiểu ngọc khóc lại trở lại chỉ giường còn có quý ca nhi nàng là ngươi thân đệ đệ a ngươi là muốn cha ngươi chết muốn quý ca nhi như vậy nho nhỏ niên kỷ cũng không sống được sao a ngưng ngươi xem thường ta ngươi oán hận ta ta nhận thế nhưng là cha ngươi thế nhưng là quý ca nhi bọn hắn không hề có lỗi với ngươi ngươi không thể hại bọn hắn a à. Tiết Tiểu Ngọc là hiểu lầm cái gì? Giảng Tùng Lâm thương nàng, đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ lại những năm này nàng cùng Giảng Tùng Lâm là như thế nào chung đụng, Tiết Tiểu Ngọc không biết sao? Giảng Ngưng ở trên cao nhìn xuống, bên miệng thậm chí còn treo trào phúng cười. Tiết Tiểu Ngọc trong lòng càng ngày càng thấp thỏm, Giảng Minh Châu lại là tự tin nói. Nương, đừng cầu nàng. Không cần cầu nàng để nàng đi nói cho công chúa, chờ ta thân phận khôi phục về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng quý ca nhi, công chúa nhất định sẽ nghe ta, nhất định sẽ. Nàng nếu là dám không nghe ta, ta liền không nhận nàng. Giản ngưng sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiết tiểu ngọc lại một tay lấy giảng minh châu kéo qua ôm lấy ở, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, hảo hài tử, hảo hài tử cám ơn ngươi. Nhưng, có thể đối không dậy nổi, nương không hy vọng như thế chuyện phát sinh, không chỉ là nương cùng cha ngươi đệ đệ ngươi, còn có. A ngưng, nương cũng không hy vọng A ngưng có bất kỳ nguy hiểm. Giảng ngưng trực giác quái. Thế nhưng lại còn nói không ra quái chỗ nào. Nhưng cũng không ảnh hưởng, nàng nhìn xem tiết tiểu ngọc làm dáng cảm thấy buồn nôn. Nàng ngược lại thật sự là là tò mò, tiết tiểu ngọc muốn làm gì. Nàng ngồi sổng xuống, nhìn xem tiết tiểu ngọc bình tĩnh hỏi. Không nói ra chân tướng, thả các ngươi trở về sao đây là bị thuyết phục muốn thay đổi chủ ý sao tiết tiểu ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu kềm chế trong lòng cuồng hỉ nói có thể chứ a à, ngưng thả chúng ta trở về đối ngươi cũng là tốt nhất chỉ bất quá minh châu quý ca nhi coi như xong nhưng là minh châu nàng mới là an bình công chúa nữ nhi cùng ta ở bên ngoài những năm này khổ nàng nàng nhưng xưa nay không từng trách ta Ta và ngươi cha vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng. Nàng giống như ngươi lớn, A Ngưng, chờ ngươi làm hoàng hậu, ngươi có thể hay không cho Minh Châu chỉ một môn tốt việc hôn nhân? Đây cũng là ngươi thiếu nàng. Liền cái này một cái mục đích." Giản Ngưng nói. "Vậy nhưng tốt như vậy, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi cùng Quý Ca Nhi chịu khổ?" Tiết Tiểu Ngọc xem không hiểu Giản Ngưng có phải hay không thật đổi chủ ý, nhưng đây là cơ hội khó được, nàng vội nói ta không quan tâm nhiều năm như vậy ta đều quen thuộc ngược lại là quý ca nhi đãi hắn lớn lên một chút ngươi nếu là đọc lấy hắn một điểm cho hắn cái an bài ta chính là chết cũng nhắm mắt cho nên đây là cha một mực ngóng trong tự mình làm hoàng hậu nguyên nhân mình làm hoàng hậu có quyền lợi liền có thể đem hắn ngoại thất tiếp về nhà để hắn cùng ngoại thất hài tử quang minh chính đại họ giảng mà về phần nương đến lúc đó không biết chân tướng nương Đối mặt nàng cái này làm ra hết thảy nữ nhi, sợ là ngoại trừ khí một trận, cũng không làm được cái khác a. À. Dù sao nương một mực đau như vậy nàng, mà khi đó nàng làm hoàng hậu, càng là cần mặt mũi, dung không được chỗ bẩn. Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là chân tướng. Không thể không nói, nước cờ này cha đi được thật đúng là không đơn giản. Nếu là kiếp trước nàng biết chân tướng, nàng cố gắng thật sẽ bị cha tính toán nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng là bây giờ, nàng một cái sống hai đời người, nơi nào sẽ còn sợ những thứ này? Kiếp trước nàng đã bị nương như vậy chán ghét, đời này nếu là một lần nữa, có lý do như vậy, nương chán ghét nàng là hẳn là, giết nàng đều không đủ. Nàng! Nàng nếu là có thể chết tại nương thủ hạ, đó mới là thật sạch sẽ. Tiết Tiểu Ngọc như thế thương nàng, nàng đương nhiên muốn có qua có lại, nàng ánh mắt sáng trực nhìn xem giảng Minh Châu, nói không nghĩ tới ngươi như thế thương ta chỉ nếu như ngươi thật thương ta liền nên vì ta suy nghĩ giảng minh châu tồn tại thời khắc đều đang uy hiếp ta muốn ta đáp ứng ngươi có thể điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta trước hết giết giảng minh châu giảng ngưng giảng minh châu tức giận đến một tiếng giận hô mà cùng lúc đó cửa bị đẩy ra bùi cẩn nhiệm không được cười ra tiếng tác giả có lời muốn nói tới trước một mập càng tăng thêm muốn tối nay Tranh thủ 11 giờ phát, lý do an toàn ngủ trễ bằng hữu 12 giờ đến xem ngủ sớm liền buổi sáng ngày mai xem đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 68 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đột nhiên người tới, vẫn là không quen biết nam nhân. Tiết Tiểu Ngọc cùng Giảng Minh Châu giật nảy mình. Trên thực tế Giảng Ngưng cũng thật bất ngờ, loại sự tình này xem như trong nhà chuyện xấu, cũng không thuận tiện gọi ngoại nhân biết. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, bùi cẩn có thể tìm tới nơi này, vẫn là cười đẩy cửa tiến đến, như vậy hiển nhiên, vấn đề này hắn đã biết. Nàng không tâm tình, lung tung đi lễ hỏi. Tiểu cửu cửu, ngài tại sao cũng tới. Bùi cẩn ở ngoài cửa chỉ nghe thấy giảng ngưng bình tĩnh tỉnh táo thanh âm, chỉ nghe thấy nàng từng chút từng chút đem tiết tiểu ngọc hướng trong khe mang, cười là bởi vì cảm thấy nàng thông minh cơ cảnh giảng tùng lâm là mất cả chì lẫn chài tính toán muốn thất bại nhưng không ngờ đến vào nhà về sau nhìn thấy lại là giảng ngưng rõ ràng khóc đỏ con mắt hắn ý cười bỗng nhiên thu nhàn nhạt quét mắt tiếp tiểu ngọc cùng giảng minh châu nhân tiện nói biết việc này nghĩ đến ngươi sợ là cần hỗ trợ cho nên tới xem một chút giảng ngưng lập tức cự tuyệt không cần đây là gia sự kiếp trước việc này liền nàng đều không biết có thể nghĩ nương cũng không muốn ném khỏi đây người nếu là chuyện của nàng nàng không ngại cái gì đều cùng bùi cẩn nói nhưng liên quan tới nương vẫn là như vậy sự tình nương không vui nàng liền không thể truyền đi một phân một hào bùi cẩn nhìn xem nàng không có lên tiếng hắn nhìn ra được giản ngưng đối với hắn xuất hiện mâu thuẫn rất nặng không hiểu trong lòng của hắn có chút không thoải mái Giản ngưng hiện tại chỉ muốn nhanh lên về nhà, bởi vậy không nhìn tới hắn, cũng mặc kệ hắn giờ phút này tâm tình gì, chỉ lại thi lễ, cái kia tiểu cửu cửu, ta đi trước. Nàng quay người, lại có một đôi tay cấp tốc duỗi ra, bắt lấy nàng cổ tay. Giản ngưng kinh ngạc nhìn sang. Bùi cẩn lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi, ta có lời cùng ngươi nói. Ra cửa. Lại chỉ vào tiết tiểu ngọc cùng giảng minh châu phân phó tương đào tưởng nghị, bảo vệ tốt chỗ này môn, xem trọng các nàng, đừng để các nàng phát ra âm thanh. Tương đào tưởng nghị lập tức xác nhận. Trần Nương tử ngược lại là nhìn một chút bùi cẩn cùng giảng ngưng lôi kéo tay, do dự một chút, không có đuổi theo. Bùi đại nhân là vì quận chúa tốt, nói không chừng khả năng giúp đỡ quận chúa nghĩ kế. Tiến căn phòng cách vách, bùi cẩn đem người kéo vào sau phòng liền buông lỏng tay, không đợi hắn mở miệng, giảng ngưng cũng đã ngữ khí rất sông nói. Ngươi có cái gì muốn nói cùng? bùi cẩn yên tĩnh một cái chớp mắt không trả lời mà hỏi lại ngươi coi là thật muốn dẫn các nàng về phủ công chúa sao giản ngưng không do dự lập tức gật đầu vâng bùi cẩn nói ta không đề nghị ngươi làm như thế đây là chuyện nhà của ta không cần ngươi đề nghị giản ngưng giờ phút này căn bản nghe không vô ý kiến nói cho hết lời cũng không có cảm thấy mình thái độ không tốt chỉ vô ý thức giải thích nguyên nhân vấn đề này nương có quyền biết không thể giấu giếm nàng nếu là ngay cả ta biết đều giấu giếm nàng vậy cái này trên đời nương còn có thể tin tưởng ai cùng giường chung gối phu quân đúng là tự thành thân đến bây giờ chưa từng có một điểm thực tình mình coi như không phải nương nữ nhi dù sao cũng là nuôi dưỡng như thế lớn đau nhiều năm như vậy coi như không xứng gọi nàng nương không xứng làm nữ nhi của nàng cũng nhất định phải hướng về nàng nam nhân cùng nữ nhân suy nghĩ vấn đề phương thức không đồng dạng nữ nhân cảm tính thiên về nam nhân lý tính thiên về bất quá nhìn giản ngưng cảm xúc kích động mới nói hai câu nước mắt liền lại xuống tới bùi cẩn trong lòng mềm nhũng cường ngạnh để nàng lấy đại cục làm trọng liền làm sao cũng không nói ra miệng hắn nói ngươi muốn dẫn liền chỉ đem nữ nhân kia trở về đi để ngươi nương biết cha ngươi làm cái gì hẳn là là đủ rồi vậy làm sao đủ chẳng lẽ lại nàng còn muốn giúp giảng tùng lâm cùng tiết tiểu ngọc che chở cái kia tiểu nam hài sao cái kia tiểu nam hài gọi là cái gì nhỉ tựa như là gọi giảng thành quý a à, một cái ngoại thất tử cũng dám xưng quý giá từng cái mặt làm sao lớn như vậy giảng ngưng im ắng biểu lộ thái độ của nàng bùi cẩn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng với nàng tinh tế giải thích an bình công chúa nếu là hiểu lầm cảm thấy ngươi không phải nữ nhi của nàng cái này đối ngươi không phải chuyện tốt đối tề ngọc vậy cũng không thể giấu giếm giản ngưng tức giận đánh gãy hắn ta ta chỉ sợ thật không phải nữ nhi của nàng nàng nhất định phải biết chân tướng cũng không thể trước đó vài chục năm nuôi không cừu nhân hài tử coi như xong về sau còn muốn bị mơ mơ màng màng cái này về sau biết nàng được nhiều buồn nôn cho nên bất kể như thế nào ta cũng không thể lừa nàng ngươi đừng khuyên ta đây là chuyện nhà của ta ngươi đừng quản quyền đương không biết là được giản ngưng trong lời nói để lộ ra nàng đối với mình chán ghét mặc dù nàng không có rõ ràng nói ra nhưng trong câu chữ lại rất rõ ràng bùi cẩn nhìn xem nàng đỏ bừng mắt nước mắt giàn giụa cái kia kích động đến nói chuyện đều cơ hồ muốn hô bộ dáng trong lòng nhất thời chua chua hắn biết giản ngưng đối với hắn phi thường tín nhiệm phi thường ý lại trước đó nàng một mình đối mặt tiết tiểu ngọc mấy người vẫn luôn là tỉnh táo, bình tĩnh, biết như thế nào một chút xíu làm cho Tiết Tiểu Ngọc cùng nữ hài nhi kia sụp đổ. Nhưng là bây giờ, thấy hắn về sau, nàng toàn bộ là loạn, giống như là một con xù lông mèo con. Không phải loại kia bởi vì xa lạ nhân sự mà sợ hãi, là loại kia bởi vì đột nhiên an tâm mà phóng thích. Nàng là cảm thấy nàng thật không phải là an bình công chúa thân sinh hài tử sao. Mình từ đáy lòng chán ghét mình, nhưng lại lại hy vọng xa vời lấy nàng là, dạng này hai loại mâu thuẫn quấn quít lấy nhau nàng sợ là cũng cách sụp đổ không xa đi bùi cẩn nghĩ đến mới quyết định khi đi tới một khắc này lo lắng bất luận kẻ nào mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân nếu là đột nhiên một ngày có người cùng ngươi nói ngươi không phải phụ mẫu thân sinh cốt nhục sợ là đều chịu không được huống chi giảng ngưng tình huống này đặc thù có người không chỉ có cùng nàng nói nàng không phải thân sinh thậm chí còn cùng nàng nói nàng là giảng tùng lâm ngoại thất sinh cái này nàng, là vũ nhục. Bùi cẩn bỗng nhiên nghĩ đến giảng ngưng lúc trước lần thứ nhất nói với hắn sự tình, nàng nói kiếp trước giảng tùng lâm mất sớm, an bình công chúa ghét bỏ nàng vô dụng. Cái kia hẳn là là cực không thích nàng, nói như vậy, nàng sẽ càng trân quý đời này an bình công chúa đối nàng yêu thương A. À. Nhưng hôm nay lại đột nhiên để nàng biết, nàng thực tế không xứng. Cho dù kiếp trước thời điểm chết, nàng cũng mới bất quá 13, Bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy năm, nàng nơi nào chịu được chuyện như vậy? Bùi Cẩn nhìn xem bả vai không ngừng rung động giản Ngưng, chỉ cảm thấy trong lòng chậm rãi phun lên một loại gọi cảm giác đau lòng. Hắn ánh mắt đi lên, đối đầu giản Ngưng nghĩ nhẫn làm thế nào cũng không nhịn được hai mắt đẫm lệ, đột nhiên cảm thấy giống như tâm cũng phải nát. Hắn không chút nghĩ ngợi, đưa tay đem giản Ngưng kéo vào trong ngực. Trên tay hắn dùng sức, ông rất căng. Giản Ngưng nhắm mắt lại dùng sức bắt hắn lại vạt áo trước, lại không là trước kia yên lặng rơi lệ, nàng lập tức liền khóc thành tiếng. Trên tay nàng dùng sức, mu bàn tay gân xanh khớp xương rõ ràng, không giống như là nắm lấy bùi cẩn vải áo, giống như là ngâm nước người bỗng nhiên bắt được cổ nổi. Nếu là không kính tóm chặt lấy, liền sẽ chết. Tiếng khóc của nàng cũng không lớn. Nhỏ bé tiếng khóc, giống như là thụ thiên đại ủy khuất, lại biết nói ra cũng vô dụng, cho nên cứng rắn kìm nén. Tiếng khóc này nghe bùi cẩn lông mày càng vặn càng chặt, bản vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng tay dừng lại, cải thành chăm chú bóp chặt nàng eo. Đây là một cái liền chính bùi cẩn cũng không có phát hiện, cũng nói không rõ cử động, cái này gấp đến cơ hồ khiến giảng ngưng hít thở không thông ôm, mang theo đau lòng, nhưng cũng mang theo một loại tuyên cáo. Tuyên cáo, hắn bảo vệ cô bé này. Không tiếp tục để nàng khóc. Nếu là có chuyện gì sẽ để cho nàng khóc, vậy hắn liền giải quyết chuyện kia giảng ngưng đến cùng là lý trí, càng rỡ khóc một lát, nàng liền ngẩng đầu lên. Hoặc là không phải là bởi vì lý trí, chỉ là bởi vì cái này ôm ấp thật chặt, nàng không thở nổi, muốn tìm kiếm không khí. Tiểu cửu cửu. Nàng ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện, bờ môi không cẩn thận sát qua bùi cẩn cái cầm. Mang theo thanh thanh gốc râu cầm, có chút đâm người đau. Hai người bởi vì cái này tiếp xúc toàn diện chấn trụ, giảng ngưng rất nhanh kịp phản ứng, vội vương tay đi đẩy bùi cẩn. Nàng cho tới giờ khắc này mới phát hiện, khoảng cách này quá gần, nàng cùng bùi cẩn căn bản không phải có thế như thế thân cận quan hệ. Nàng tín nhiệm hắn, muốn cầu cạnh hắn, nàng là coi hắn là một một trưởng bối. Nhưng khoảng cách như vậy lại làm cho nàng nghĩ đến tề ngọc. Hai đời, nàng chỉ thích qua một cái tề ngọc, nhưng chính là cùng tề ngọc, cũng chưa từng ôm như thế gấp. Bùi cẩn đương nhiên biết dạng này không ổn, nhưng hắn tại mới đã làm quyết định giờ phút này liền không có buông tay dự định hắn một tay vẫn chăm chú quấn tại giảng ngưng bên hông tay kia duỗi ra một tay lấy nàng hai con không ngừng động tác tay đè tại ngực thanh âm hắn tỉnh táo ngươi nghe ta nói thân phận của ngươi hiện tại cũng không thể xác định ngươi như vậy đem người đều mang về nếu là các nàng nói cái gì an bình công chúa biết được giảng tùng lâm thế mà bên ngoài đưa ngoại thất nàng trong cơn tức giận khó đảm bảo sẽ nhất thời bởi vì sinh khí làm ra không lý trí sự tình như thật như thế không chỉ có ngươi bây giờ liền muốn thụ ủy khuất sau đó an bình công chúa cũng sẽ hối hận giảng tùng lâm việc này đã đủ để nàng khổ sở chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nàng sau đó lại đối ngươi ấy nấy sao giảng ngưng đẩy không ra bùi cẩn nhưng bùi cẩn nói lời lại là nàng để ý nhất nàng rất nhanh liền quên dãy giụa tự hỏi bùi cẩn có chút gian nan nói nhưng ta ta chỉ sợ thật. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi cũng đừng nói cho ta, vẻn vẹn bởi vì nghe sát vách nữ nhân kia cùng cô bé kia mấy câu, ngươi cứ như vậy suy nghĩ. Bùi Cẩn đánh gãy nàng, trong thời gian ngắn liền đã tính trước nói, các nàng trong lời nói lỗ thủng nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Ngươi thông minh lanh lợi đâu, làm sao gặp được mình sự tình liền bị người nắm mũi dẫn đi, không biết đi nghiêm túc ngẫm lại liền như vậy rõ ràng lỗ thủng đều nhìn không ra rồi. Mặc kệ giản ngưng có phải hay không an bình công chúa nữ nhi, hắn đều sẽ che chở nàng. Nếu nàng nghĩ là, vậy hắn liền nghĩ biện pháp để nàng là, không phải cũng thế. Giảng ngưng thật đúng là không có phát hiện Tiết Tiểu Ngọc cùng Giảng Minh Châu lời nói có lỗ thủng, nàng bị bùi cẩn nói chăm chú nhất lên tâm, lỗ thủng. Nơi nào? Các nàng nói cái gì ngài cảm thấy không đúng? Bùi cẩn tại cửa ra vào nghe thời điểm căn bản là không có suy nghĩ nhiều, làm sao biết tiếp Tiểu Ngọc nói cái gì không đúng, nhưng tại trọng yếu như vậy trước mắt, hắn vẫn còn có thế phân tâm phát hiện giảng ngưng một chuyện. Nàng đây là lúc tức giận đợi liền không cần tôn xưng, trực tiếp ngươi đến ngươi đi, tỉnh táo lại, muốn cầu cạnh hắn, ngược lại là nghĩ đến dùng ngài. Nhiều năm không đổi lanh lợi. Đón giảng ngưng mang theo chờ đợi ánh mắt, bùi cẩn vì hống nàng không thể không chững chạc đàng hoàng nói lung tung. Ngươi nghĩ, ngươi nếu thật là nữ nhân kia nữ nhi, nhiều năm như vậy nàng có xuất hiện tại bên cạnh ngươi qua sao? Con gái ruột, trên người nàng rớt xuống một miếng thịt, 14 năm, nàng không có khả năng không nghĩ a. À. Giản Giảng ngưng gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu, đúng, nhưng nàng chưa từng xuất hiện qua. Bùi cẩn tiếp tục nói. Lại có, ngươi là nữ nhi của nàng, nàng nếu là vì muốn tốt cho ngươi, liền hoàn toàn chính xác hẳn là giúp ngươi giải quyết hết cô bé kia. Nhưng nàng không có, không chỉ có không có, nàng còn rất đau nữ hài nhi kia, mới ngươi cũng nhìn thấy, ngươi đề yêu cầu, nàng đã đồng ý sao? Giản ngưng lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói. Không có đáp ứng, nàng lúc ấy thần sắc hoảng sợ, giống như là bị hù dọa. Đúng vậy a, à, chỉ cần làm cha mẹ, có mấy cái không thương hài tử nhưng ngươi nhìn nàng nói với ngươi lời nói chữ câu chữ câu đều là muốn dùng ngươi đổi lấy chỗ tốt đổi lấy cha ngươi con trai của nàng thậm chí là nàng nơi nào có làm như vậy nương không nói những cái khác ngươi chỉ nhìn an bình công chúa nàng là như thế sao bùi cẩn tiếp tục lắc lư giản ngưng nức nở nói không phải nương rất thương ta nàng vì ta thậm chí đã đem mình đem đệ đệ muội muội đều đặt trong nguy hiểm mặc kệ là năm đó quyết định không cho nàng làm hoàng hậu, vẫn là bây giờ quyết định ủng hộ Tề Ngọc, đây đều là nguy hiểm. Bùi cẩn đánh nhịp, cho nên, ngươi nếu là nhất định muốn an bình công chúa biết, liền chỉ đem nữ nhân kia trở về. Những chuyện khác ngươi lại nghĩ nói, cũng trước nhịn một chút, chờ ra ra chân tướng, đến lúc đó lại cùng nhau nói. Không phải trúng mà tính, lại là sẽ ủ thành ngươi không muốn nhìn thấy kết quả. Trúng kế. Nhưng Tiết tiểu ngọc, vì cái gì thiết dạng này kế đâu. Giả ngưng nhất thời nghĩ không ra, đành phải tạm thời đặt mở, nàng nói, tốt, vậy ta nghe ngươi. Rốt cục thuyết phục giả ngưng, nàng muốn ra cửa, bùi cẩn không thể không buông lỏng ra nàng. Như thế ôm nửa ngày, lúc này người đột nhiên đi, trong ngực trống trơn, bùi cẩn nắng vuốt ngón tay, thế mà cảm thấy có chút không bỏ. Hai người cùng nhau trở lại sát vách, giả ngưng phân phó trần nương tử chỉ đem tiết tiểu ngọc trói lại mang đi giảng minh châu cùng cái kia nam hài liền lưu tại bên này đợi chút nữa để lai like, phúc lai like, hỉ sang đây xem đây là ý gì tiết tiểu ngọc sắc mặt lập tức trở nên vạn phần hoảng sợ giảng minh châu càng là sợ hãi giọng the thế nói giảng ngưng ngươi làm gì ngươi là muốn hại chết nương sao giảng ngưng trên mặt vẫn là vừa khóc qua vết tích thế nhưng là nghe lời này lại cười nàng nói nàng là mẹ ta rất yêu ta đã như vậy, vì ta chết lại sợ cái gì? Nàng nhìn về phía tiết tiểu ngọc, yên tâm, chờ ta nương giết ngươi xả giận, ta sẽ cho giảng Minh Châu chỉ một môn tốt việc hôn nhân, còn có giảng thành quý, ta cũng sẽ chiếu ứng hắn. Liền không có người muốn chết, tiết tiểu ngọc càng không muốn. Nàng cơ hồ lập tức liền dọa đến mềm nhũng chân, a, à, a à ngưng, ngươi. Không đợi giảng ngưng mở miệng, bùi cẩn đã không coi ai ra gì mà nói. Hòa huệ quận chúa, ngươi đem người mang về đi cũng không cần đuổi lai like, phúc lai like, hỉ đến đây ta lưu tưởng nghị tại cái này nhìn xem quay đầu nếu là nữ nhân này nói lung tung muốn hại ngươi vậy ta liền để tưởng nghị trực tiếp giết nữ nhi của nàng cùng nhi tử tốt tưởng nghị mới đã theo vào phòng nghe vậy vội nói là chủ tử tiểu tử nhớ kỹ tiết tiểu ngọc lập tức câm âm thanh cái gì cũng không dám nói giảng minh châu cũng giống vậy nàng nhìn xem tiết tiểu ngọc đột nhiên im ắng lại kịch liệt rơi mất nước mắt. Tác giả có lời muốn nói. A à, rốt cục viết ra lúc đầu 12 điểm trước có thể phát 2.500 chữ, nhưng là ta muốn đem một đoạn này viết xong, cho nên không cẩn thận quá thời gian sau đó, nhanh vây chết, trời tối ngày mai đổi lỗi chính tả đi, muốn ra cửa, đổi mới cũng là ban đêm A, ban ngày chớ soát xây xong lỗi chính tả, hơi thấm giọng sắc. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 69 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hết thảy như thường, giảng tùng lâm nhẹ nhàng thở ra, nghiêng dựa vào trong phòng trên giường êm. Hắn rã rời cực kỳ, cũng không phải bởi vì một trận tính. Sự tình mệt đến, mà là bởi vì trên đường trở về một mực bất an. Một mặt như thường ngày cần cẩn thận từng ly từng tí sợ hãi bị phát hiện, một mặt có chút trách cứ mình có thể nào bởi vì giảng nhược vân mà tức giận đến lại ra khỏi thành đi tìm tiết tiểu ngọc đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào a à? cũng may không có lộ hãm hắn giảng ra tứ chi thoải mái thở dài ra một hơi bởi vì lấy mệt mỏi bất tri bất giác hắn liền ngủ mất hắn làm một giấc mộng một trận bởi vì lâu dài nhật có chút suy nghĩ cho nên làm mộng hắn chờ a à chờ rốt cục đã được như nguyện đợi đến giảng ngưng mũ phượng khăn quàng vai gã tiến cung làm hoàng hậu thành thân sau giảng ngưng thay đổi không còn như lúc trước như vậy trên thân dựng thẳng đâm khiến người chán ghét phiền nàng thành thân sau càng lúc càng giống mẹ ruột của nàng tính tình một ngày một ngày nhu hòa mấy năm này cùng hắn ở giữa không thoải mái giống như theo nàng lấy chồng hoàn toàn biến mất tại gã cho tề minh năm thứ hai nàng liền thuận lợi sinh hạ long tử giảng tùng lâm sướng đến phát rồ rồi tự mình đi trong cung nhìn nữ nhi đứa bé kia mới sinh ra liền được sắc phong làm thái tử hắn nhìn xem cái kia mũm mĩm hồng hồng nhỏ ngoại tôn cao hứng miệng không khép lại chờ hài tử ngủ bị ôm xuống dưới hắn liền lui trong phòng hạ nhân đơn độc nói chuyện với giản ngưng giản ngưng dịu dàng mà cười cười hỏi cha ngài có cái gì muốn nói với ta giảng tùng lâm đi xác nhận môn đã đóng kỹ tiến lên đi tới giản ngưng bên cạnh thân hạ giọng nói A Ngưng, kỳ thật có một việc cha giấu giếm ngươi rất lâu, bây giờ ngươi làm hoàng hậu, cũng thuận lợi sinh ra thái tử, chuyện này, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Giảng Ngưng trên mặt có chút không hiểu, chuyện gì? Giảng Tùng Lâm nói ra tình hình thực tế, hắn nói. A Ngưng, sự tình chính là chuyện như vậy. Bây giờ ngươi có quyền nói chuyện, cũng đã có lực lượng, cho nên mẹ ruột của ngươi cùng đệ đệ, cũng là thời điểm nhận trở về những năm này tại bên ngoài thật sự là khổ bọn hắn. Mặt khác ngươi còn có một người tỷ tỷ, nàng gọi Giảng Minh Châu, là công chúa con gái ruột, nàng cùng ngươi cùng tuổi, năm nay cũng 16 tuổi. Chỉ là ngươi hài tử đều có, nàng vẫn còn chưa từng xuất giá, ngươi cũng phải cho nàng chỉ một môn tốt việc hôn nhân mới được. Giảng ngưng như gặp phải xét đánh, không dám tin nhìn xem hắn. Giảng Tùng Lâm cũng hiểu biết chuyện này hắn làm không chính cống, hắn giải thích nói, A ngưng, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mẹ ngươi cùng ngươi cốt nhục tách rời 16 năm, ngươi không biết nàng có mơ tưởng ngươi, về phần ta, càng là bởi vì thương ngươi, muốn để ngươi được sống cuộc sống tốt, mà không thể không đối minh châu tàn nhẫn. A ngưng, ngươi bây giờ có năng lực, thiếu, nên trả thì trả đi. Giảng ngưng sắc mặt càng ngày càng lạnh, trên mặt nàng không còn dịu dàng, lấy chồng sau mềm mại cũng hoàn toàn biến mất không thấy, nàng phẫn nộ đứng dậy chỉ vào hắn muốn nói điều gì giảng tùng lâm cảm thấy giảng ngưng lại thay đổi lại biến trở về cái kia chán ghét bộ dáng trong lòng của hắn không vui sắc mặt cũng lạnh xuống giảng ngưng ngươi đây là muốn làm gì ta hôm nay cùng ngươi nói cái này không phải thương lượng với ngươi ta là để cho ngươi biết để ngươi nhất định phải đi làm giảng ngưng cả giận nói ngươi nằm mơ ta muốn nói cho nương ngươi thế mà làm ra giảng tùng lâm nửa điểm cũng không sợ hắn lực lượng mười phần mà nói ngươi muốn nói cho an bình công chúa tốt nói cho đi ngươi bây giờ liền đi nói nếu như ngươi không sợ ngươi là gian sinh con sự tình bại lộ nếu như ngươi không sợ hoàng hậu vị trí ngồi không yên không sợ ngươi thật vất vả sinh hạ nhi tử mất đi thái tử chi vị còn muốn bị người nói mẹ của hắn là gian sinh con vậy ngươi liền đi nói cho đi giảng ngưng bị hù dọa cả người đều hóa đá. Giảng Tùng Lâm tiếp tục nói. Ngươi phải biết, bây giờ không phải là ta và ngươi nương đệ đệ ngươi cầu ngươi, ngược lại là ngươi cầu chúng ta. Nếu là ngươi không đem mẹ ngươi cùng đệ đệ tiếp trở về, không khuyên giải ở An Bình công chúa không nên nháo, ta liền đem chân tướng nói ra. Giảng ngưng toàn thân lắc một cái, nước mắt rầm rầm liền xuống tới. Nàng rốt cuộc bày không sinh ra khí hung ác bộ dáng, lão đảo đứng dậy, ngã quỳ trước mặt hắn, đè nén khóc cầu đạo ta sai rồi cha ta sai rồi cầu ngươi không cần nói van cầu ngươi chớ nói ra ngoài ngươi muốn thế nào ngươi nói ngươi nói ta toàn ban ngươi làm được ta cái gì đều có thể làm ngươi chỉ cần phân phó liền tốt giảng tùng lâm rốt cục cười quét qua trong lòng nhiều năm quốc khí phi thường đắc ý ha ha hắn nhịn không được cười ra tiếng đúng vào lúc này cửa bị thùng thùng gõ tam lão gia tam lão gia mở cửa nhanh phủ công chúa bên kia người đến gọi ngài mau mau trở về tốt ồn ào a à. giảng tùng lâm mặc dù còn tại cười nhưng lông mày lại nhíu lại tam lão gia đột nhiên vang lên sắc nhọn giọng nữ bị cái này chói tai thanh âm một hô giảng tùng lâm rốt cục mở mắt ra nhìn xem trong phòng quen thuộc bài trí lại cúi đầu nhìn xem trên người y phục hắn mới rốt cục phát hiện hắn là nằm mơ hắn sắc mặt tối đen còn chưa kịp nổi giận môn liền lập tức bị đá mở thanh tương xông tới chỉ coi không nhìn thấy giảng tùng lâm sắc mặt âm thanh lạnh lùng nói tam lão gia quận chúa xin ngài lập tức trở về phủ công chúa ngài tranh thủ thời gian theo nô tỳ đi thôi biết được chân tướng nàng liên thanh phò mã đều không muốn kêu giảng tùng lâm lại không phát giác không đúng nhất thời nghĩ không ra giảng ngưng tại sao tới tìm hắn chỉ coi là an bình công chúa biết sai mới là một giấc mơ đẹp, hắn lúc này rất có phấn khích cầm lên kiều, chuyện gì? Đã là có việc, nàng làm sao không mình tới? Ngày xưa phong độ nhẹ nhàng ngưỡng mộ an bình công chúa phò mã, trên thực tế lại là chưa hề nỗ lực thực tình, còn dám can đảm ở bên ngoài đưa ngoại thất đàn ông phụ lòng, thanh tương rất xem thường hắn. Đại Tề luật pháp có lời, nam tử tránh đi vợ con bên ngoài đưa ngoại thất, ấn luật tối cao đương bị tù 3 năm ngoại thất giao cho vợ hắn xử trí đánh chết đều có vợ hắn quyết định về phần ngoại thất sở sinh con cái như vợ hắn không đồng ý đem vĩnh sinh vào không được tịch vào không được sĩ không được kinh thương mà giảng tùng lâm thê tử là hoàng thất công chúa thanh tương cảm thấy giảng tùng lâm này tốt lành chấm dứt nàng nhìn xem giảng tùng lâm biểu môi cười lạnh nói quận chúa có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý phò mã tốt nhất vẫn là lập tức cùng nô tỳ đi một chuyến, nếu không, phò mã nhưng là muốn chung thân hối hận. Chung thân hối hận. Giảng Tùng Lâm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Vẫn còn không đợi hắn hỏi, Thanh Tương đã quay người sải bước đi. Hắn không cách nào, chỉ có thể bò lên đuổi theo. Tiết Tiểu Ngọc bị ngăn chặn miệng, trói gô từ trần nương tử ôm xuống dưới. Giảng Ngưng cùng bùi cẩn một đạo đi theo phía sau, xuống lầu dưới lên xe ngựa trước, giảng ngưng trịnh trọng đối bùi cẩn nói tiểu cửu cửu tạ ơn ngài hôm nay ta tâm tình không tốt trước đó có nhiều chỗ mạo phạm còn xin ngài chớ trách bùi cẩn đưa tay sờ hạ đầu của nàng ngữ khí ôn nhu nói cùng ta không cần khách khí như thế lên xe đi trở về xử lý tốt sự tình cho ta đưa cái tin quá thân mật như thế trước mặt mọi người nàng đều đã là đến lúc lập gia đình tuổi rồi giản ngưng trong lòng mất tự nhiên nhanh chóng hiện lên, không để ý tới nhiều lời, quay người lên xe. Nàng cùng thanh đại trần nương tử một đạo, trầm mặt nhìn xem núp ở xe ngựa nơi hẻo lánh bên trong khóc một đường tiết tiểu ngọc, đến phủ công chúa sau liền vội tấp tiến phủ, cũng không phát hiện bùi cẩn xe ngựa một đường đi theo, nàng tiến phủ, xe ngựa của hắn liền đứng tại cổng cách đó không xa. An bình công chúa mang theo giảng thành giai cùng giảng băng vừa mới dùng qua cơm tối, nhìn nhìn bên ngoài đã đen thiên có chút lo lắng nhíu nhíu mày cũng không biết a ngưng đây cũng là đi đâu cũng không nói một tiếng thật sự là gọi người lo lắng ngô ma ma cười nói quận chúa nhất định là có việc nàng hiểu chuyện đây ngài khỏi phải lo lắng an bình công chúa tưởng tượng cũng là hé miệng nhẹ nhàng cười hạ đại tỷ giảng băng lại phát hiện ra trước giảng ngưng cùng trần nương tử trong tay còn cầm nữ nhân ngữ khí của nàng không khỏi cũng có chút kinh ngạc an bình công chúa cùng ngô ma ma một đạo nhìn sang song song đổi sắc mặt giảng ngưng mang theo mấy người vào phòng phân phó nói tất cả đi xuống ngô ma ma thanh đại các ngươi giữ cửa không khen người tới gần chỉ quay đầu giảng tùng lâm tới đơn độc thả hắn một cái tiếng đến là được an bình công chúa nghe giảng ngưng thế mà gọi thẳng giảng tùng lâm đại danh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên a ngưng thế nào nàng lại nhìn mắt trên đất tiếc tiểu ngọc người kia là ai xảy ra chuyện gì trong phòng hạ nhân lui ra ngô ma ma cùng thanh đại đi trong môn giảng ngưng mắt nhìn giảng thành giai cùng giảng băng quyết định vẫn là lưu bọn hắn lại bọn hắn thân là con cái cũng có quyền biết chân tướng biết giảng tùng lâm là hạng người gì nhất là giảng thành giai miễn cho ngày sau không biết chân tướng trách tội nương nương giảng ngưng trước gọi an bình công chúa một tiếng nữ nhân này gọi Tiết Tiểu Ngọc, là giảng Tùng Lâm nuôi dưỡng ở bên ngoài chí ít 15 năm ngoại thất. Vì cái gì nói là 15 năm, là bởi vì nàng cho giảng Tùng Lâm sinh ra hai đứa bé, nữ nhi năm nay 14, cùng ta cùng tuổi. Mà nhi tử, cùng giảng thành giai giảng băng đồng dạng lớn. Giảng thành giai cùng giảng băng đều còn nhỏ, nghe lời này cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Chỉ là nhìn xem giảng ngưng sắc mặt, lại quay đầu nhìn xem an bình công chúa một nháy mắt triệt để đại biến sắc mặt hai người đều ý thức được đây không phải chuyện tốt hai người là song sinh tử bởi vì lấy sợ hãi liền tiến tới cùng một chỗ chăm chú kéo tay nhỏ giản ngưng tiến lên một bước nhìn xem một nháy mắt giống như là choáng ván an bình công chúa nhiệt lệ cuồn cuộn mà ra nàng há miệng thanh âm sát nhiên nương loại sự tình này an ủi đều biến thành dư thừa giảng ngưng chỉ có thể nắm chặt an bình công chúa tay. rất dùng sức cho nàng lấy lực lượng an bình công chúa kỳ thật chỉ ngắn ngủi sửng sốt một cái chớp mắt rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại phân phó trần nương tử nói đem người buông ra dạng này cột giống kiểu gì trần nương tử có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là đàng hoàng buông ra tiết tiểu ngọc được tự do nhưng tiết tiểu ngọc cũng không dám nàng không nghĩ tới một cái giảng ngưng kỳ quái coi như xong An Bình công chúa cũng kỳ quái như thế. Nàng là bình dân nữ tử, An Bình công chúa lại là cao cao tại thượng công chúa, bởi vậy nàng dù không dám nói lời nào, nhưng là lập tức quỳ xuống. An Bình công chúa thanh âm nhàn nhạt, "Ngươi gọi Tiết Tiểu Ngọc." Tiết Tiểu Ngọc nói. Hồi công chúa lời nói là An Bình công chúa tiếp tục hỏi, "A Ngưng mới vừa nói chính là thật sao? Ngươi là giảng Tùng Lâm ngoại thất, còn cho hắn sinh một trai một gái?" nàng nói quay đầu nhìn về phía giản ngưng, hai đứa bé kia đâu. Người bên ngoài chỉ thấy an bình công chúa vô cùng bình tĩnh, nhưng giản ngưng lại biết nàng không hề giống biểu hiện ra ngoài như vậy tỉnh táo. Thậm chí nàng hiện tại trong lòng mười phần loạn, nếu không phải nắm thật chặt mình tay, cố gắng nàng sẽ cả người phát run. Giảng ngưng đau lòng không thôi, lại chỉ có thể tạm thời lừa nàng, hai đứa bé kia bị ta giam lại, để phòng tiết tiểu ngọc cùng giảng tùng lâm nói láo. An Bình công chúa tin, lần nữa nhìn về phía Tiết Tiểu Ngọc. Tiết Tiểu Ngọc thu được giảng ngưng uy hiếp, từ không dám lại nói cái khác, chỉ khiếp đảm mà nói. Là, dân phụ từ 5 tuổi lên liền tiến vào thành quốc công phủ, 14 tuổi thời điểm theo Tam Ca, về sau Tam Ca cưới vợ, dân phụ liền rời đi thành quốc công phủ. Chỉ, nàng muốn nói láo, nhưng đón giản ngưng ánh mắt lạnh như băng, lại từ bỏ, chỉ về sau cùng Tam Ca lại gặp phải dân phụ một người cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ có thể lại cùng tam ca. An Bình công chúa nói. Ngươi theo hắn bao nhiêu năm? Tiết Tiểu Ngọc nói. Gần 15 năm. Nàng cũng không nói láo, năm đó rời đi thành quốc công phủ về sau, không đến một năm nàng lại lần nữa gặp giảng Tùng Lâm. Về sau liền tình chàng ý thiếp cố ý, lại đến cùng nhau. An Bình công chúa hỏi. Hai đứa bé đều bao lớn rồi. Tiết Tiểu Ngọc có chút bối rối, ngừng tạm mới trả lời. Lớn 14, Tiểu Nhân Công chúa, phò mã trở về. Ngô ma ma thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng an bình công chúa một mực bình tĩnh cuối cùng là nhịn không được. Tiết Tiểu Ngọc thế mà thật theo giảng Tùng Lâm 15 năm, sinh hài tử càng là giống như A ngưng lớn. Đây cũng chính là nói, nàng từ gã cho giảng Tùng Lâm, từ vừa mới bắt đầu, giảng Tùng Lâm liền đã có hai lòng hoặc là không thể nói như vậy. Hoặc là phải nói, từ vừa mới bắt đầu, giảng tùng lâm liền đối nàng vô tâm. Nàng gắt gao nắm chặt giảng ngưng tay, đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ nàng cũng không phát giác khí lực của mình lớn đến bao nhiêu. Mà giảng ngưng bởi vì yêu thương nàng nhưng lại không giúp được nàng, ngược lại là cảm thấy có cái này đau càng tốt hơn, tối thiểu nàng có thể giúp nương chia sẻ một chút. Để hắn tiến. An Bình công chúa cắn răng, cơ hồ gầm thét. Giảng Tùng Lâm đẩy cửa ra, vội vã vào phòng, nhưng tại nhìn thấy quỳ trên mặt đất tiết Tiểu Ngọc về sau, cả người ngây người. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, bước nhanh đi đến An Bình công chúa trước mặt, vội vàng nói. quẩn nghi, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta. An Bình công chúa không cắt đứt hắn, cứ như vậy phẫn hận nhìn xem hắn. Thế nhưng là ánh mắt như vậy, lại làm cho hắn một câu lời giải thích cũng cũng không nói ra được hắn nói không nên lời, an bình công chúa lại có thế. Nàng chống đỡ đứng lên, buông ra giảng ngưng, đi đến giảng tùng lâm chính đối diện, giơ tay lên, hung hăng một bàn tay đánh vào giảng tùng lâm trên mặt. Ba, một tiếng vang. Giảng tùng lâm trên mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nhưng hắn lại một tiếng cũng không dám ra. Ngược lại là tiết tiểu ngọc, bị hù dọa, kêu lên một tiếng sợ hãi. An Bình công chúa con mắt xích hồng, nếu là con mắt có thế hóa thành đao, nàng cũng đã đem giảng tùng lâm thiên đao vạn quả. Nàng ha ha cười một tiếng, nhưng cùng nói là cười, không bằng nói là khóc, giảng tùng lâm, nữ nhân này nói, nàng theo ngươi 15 năm, cho ngươi sinh hai đứa bé. Lớn cái kia nữ nhi, cùng chúng ta a à ngưng cùng tuổi, thật sao? Tiết Tiểu Ngọc ở chỗ này, cái kia Minh Châu cùng Quý Ca Nhi sợ là cũng bị bắt được. Giảng Tùng Lâm biết, An Bình công chúa đây là đã toàn bộ biết. Hắn biện không thể biện, rất nhanh làm quyết định, hắn cho An Bình công chúa quỳ xuống, quẩn nghi, thật xin lỗi. Năm đó, ngay từ đầu là ta nhất thời hồ đồ, nhưng về sau, về sau tiểu ngọc một nữ nhân cơ khổ không nơi nương tựa, ta không thể không quan tâm nàng. Lại về sau có hài tử, ta cũng không thể mặc kệ hài tử, nhưng ngươi cũng biết, ta vừa có thời gian ngay tại nhà cùng ngươi, rất ít ra ngoài nói nàng theo ta 15 năm, nhưng trên thực tế ta cũng chỉ là đưa tiền nuôi nàng, ta đối nàng một điểm tình cảm cũng không có, vẫn nghi, người ta thích là ngươi, một mực là ngươi. Dối trá Trên đời này tại sao có thể có dối trá như vậy buồn nôn như vậy nam nhân, hết lần này tới lần khác vẫn là cha nàng. Giảng ngưng sợ An Bình công chúa bị hống tốt, loay hoay nhìn sang. Đã thấy An Bình công chúa vẫn là so với khóc còn khó coi hơn cười, nàng nói. À, ngay từ đầu là nhất thời hồ đồ Cho nên sinh một đứa bé Cái kia một cái khác đâu Là nàng cùng nam nhân khác sinh Ngươi cũng giúp đỡ nuôi sao Giảng Tùng Lâm bị trận á khẩu Không trả lời được Tiết Tiểu Ngọc nước mắt chảy ròng Mặc dù biết nàng mở miệng Đem mọi chuyện ôm trên người mình Cũng có thể giúp Giảng Tùng Lâm Có thể cứu nàng một đôi nữ Nhưng vẫn là câu nói kia Không ai muốn chết Tiết Tiểu Ngọc chịu khổ 15 năm vì một ngày kia Quang Minh chính đại xuất hiện, nở mày nở mặt tiếng giảng gia, mà không phải cái gì cũng còn không được đến liền chết. An Bình công chúa cũng không phải là quá quan tâm Tiết Tiểu Ngọc, nhưng là thấy giảng Tùng Lâm dối trá một phen kết thúc sau liền cái gì cũng nói không nên lời, lúc trước lạnh thấu tâm giờ phút này càng là triệt để chết rồi. Nàng một lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống, trầm giọng kêu Ngô ma ma tiến đến, phân phó nói: "Ngô ma ma, ngươi đi gọi Lâm hạ tới." lâm hạ là công chúa phủ thị vệ thống lĩnh nhưng hắn càng là đã từng thích qua an bình công chúa nam nhân thậm chí bây giờ dù đã tiếp cận tuổi xây dựng sự nghiệp nhưng lại y nguyên một thân một mình không chịu cưới vợ an bình công chúa ngày xưa một mực tránh hắn thậm chí ngay cả lời đều không nói với hắn nhưng giờ phút này lại vẫn cứ gọi hắn tới giảng tùng lâm lập tức liền vội la lên uẩn nghi ngươi tìm hắn làm gì an bình công chúa rốt cục cười không giống khóc nàng cười hung dữ, thâm trầm, mười phần dọa người, gọi hắn đến giúp đỡ, cắt mất một cái không xứng gọi bản cung danh tự nam nhân đầu lưỡi, gọi hắn đến giúp đỡ, giết một cái đối bản cung phụ lòng bạc tình bạc nghĩa nam nhân, đương nhiên, còn có một cái đoạt bản cung nam nhân nữ nhân. Giảng Tùng Lâm dọa đến thất thố thét lên, tề ủng nghi. Tiết Tiểu Ngọc lại là động tác nhanh, lập tức nhảy lên tiếng lên ôm lấy Giảng Tùng Lâm cánh tay, tam ca, tam ca cứu ta, ta không muốn chết bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 70 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com An Bình công chúa mắt lạnh nhìn, lạnh lùng sắc mặt, để người ta biết nàng chủ ý đã định. Ngô ma ma ứng thanh, quay người bước nhanh rời đi. Giảng Tùng Lâm rốt cục không kềm được, liền vung hai lần không có hấp ra Tiết Tiểu Ngọc, đành phải kéo lấy Tiết Tiểu Ngọc đứng dậy hướng về phía trước, Quẩn Nghi, ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì chúng ta nói riêng một chút chính là, ngươi gọi ngoại nhân tới, chuyện này nếu là truyền đi. An Bình công chúa mấy năm này đối giảng Tùng Lâm hoàn toàn chính xác không bằng lúc trước, thậm chí có thể nói, giảng Tùng Lâm tại giảng Ngưng sự tình bên trên, tại hai người ở chung bên trên, tích lũy tháng ngày sớm đã để trong nội tâm nàng yêu tiêu ma còn thừa không có mấy. Nếu không phải hắn về sau rụt lại cái đuôi làm việc, nếu không phải ba đứa hài tử cần cha, chính nàng cũng không muốn mất mặt nàng sớm sẽ không cho phép như vậy không minh bạch nhưng có thể nói câu lời thật lòng lúc trước nàng là rất yêu cái này nam nhân tại biết hắn quyết định muốn gả cho hắn cùng gả cho hắn trước đây ít năm nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là cái này nam nhân cho dù sinh nữ nhi nhưng nữ nhi một năm có hơn nửa năm đều trong cung phủ công chúa liền vợ chồng bọn họ sớm chiều tương đối Giảng Tùng Lâm lại uống mình theo người ôm nhu cẩn thận, con mắt của nàng sớm bị nhu tình của hắn che đậy. Há lại sẽ biết, nguyên lai hết thảy hết thảy, đều là trò cười. Nguyên lai cái này nam nhân, hắn từ đầu đến cuối, đối nàng không có một chút thực tình. An Bình công chúa một mực tráng chống đỡ lấy không có khóc, vẫn cố nén lấy chưa từng thất thố, nàng không muốn tại tiết tiểu ngọc trước mặt lộ ra xấu xa, không muốn để giảng Tùng Lâm biết, nàng sẽ bởi vì hắn thống khổ như vậy nhưng nàng không nghĩ tới, giảng tùng lâm cho tới giờ khắc này cũng không có hối hận. Thậm chí hắn đang sợ, sợ nàng thật gọi lâm hạ làm cái gì, sợ chuyện này truyền đi, gây bất lợi cho hắn. Nàng thật sự là mắt mù. Thế mà lại thích như thế cái nam nhân. Nàng chán ghét nhìn xem cách nàng chỉ có khoảng cách nửa bước giảng tùng lâm, cùng gấp đào lấy giảng tùng lâm cánh tay không thả tiết tiểu ngọc, phân phó trần nương tự nói, đêm này đôi buồn nôn tiện nhân kéo đến cách bản cung xa một chút. Trần nương tử chờ không nổi ứng thanh, nhất chân liền đạp hướng về phía giảng tùng lâm. Giảng tùng lâm lại là thân thể cường tráng có võ công nội tình, nhưng nhiều năm không luyện, cũng chỉ có thể đối phó nữ nhân bình thường. Giống trần nương tử dạng này, một cước ra ngoài, hắn cũng gần so với tiết tiểu ngọc tốt đi một chút nghi, bởi vì lấy thể trọng lớn, bị đạp phi không cao, nhưng lại y nguyên hung hăng ném xuống đất hắn bị ngã nhe răng trợn mắt, tựa như toàn thân tan ra thành từng mảnh. Tiết tiểu ngọc đồng dạng bị quăng ra ngoài, lại đụng đầu vào một bên trên trụ đá. Giảng thành giai đột nhiên qua một cuốn họng khóc lên tiếng. Mà lâm hạ bước chân nhanh, theo tiếng khóc này đẩy cửa ra, nhanh chân vào phòng. Hắn vóc dáng cao lớn, màu da đen nhánh, một đôi mắt sáng tỏ lại mang theo tàn khốc, vào cửa quét một vòng. Khi nhìn đến giảng tùng lâm thời điểm hơi ngừng một cái chớp mắt, liền bước nhanh về phía trước đối An Bình công chúa một gối quỳ xuống, công chúa, ngài tìm ti chức. An Bình công chúa điểm nhẹ đầu, nghiêng đầu phân phó giảng ngưng, mang đệ đệ muội muội đi xuống trước. Giảng Tùng Lâm làm chuyện buồn nôn nhi nữ đều đã biết, chuyện kế tiếp liền không thích hợp bọn hắn coi lại. Nàng Tề Uẩn Nhi hoàn toàn chính xác đã từng mắc bị mù thích giảng Tùng Lâm nam nhân như vậy, nhưng hôm nay đã biết được chân tướng, nàng liền không có khả năng nhẹ nhàng bỏ qua mặt kệ giảng tùng lâm dám can đảm phản bội nàng liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả giảng ngưng bởi vì có trí nhớ của kiếp trước tất nhiên là không dám giờ phút này rời đi mặc dù không biết đời này nương có thể hay không lần nữa giết giảng tùng lâm nhưng đến một lần nàng giờ phút này không lý trí cần người bồi thứ hai giảng tùng lâm không thể giết giảng tùng lâm nếu là còn sống thành quốc công phủ cả nhà trên dưới đều thẹn với nương nhưng nếu là chết rồi cả nhà trên dưới sợ là đều muốn ghi hận nương nếu là bị nương ghi hận bên trên tề ngọc bên kia một khi có cái vạn nhất nương cùng đệ đệ muội muội đều đem lâm vào nguy hiểm giản ngưng không dám mạo hiểm như vậy mà lại chết không khỏi quá tiện nghi giảng tùng lâm hắn có như thế si tâm vọng tưởng còn sống để hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được muốn lấy được mới thống khổ hơn ngô ma ma kéo giảng băng giảng ngưng ôm lấy giảng thành giai đem hai cái tiểu nhân đưa ra môn Giản Ngưng không để ý tới an ủi thê lương sợ hãi đệ đệ muội muội, vội vã lại trở về nhà. An Bình công chúa không nghĩ tại Giản Ngưng trước mặt đối phó Giản Tùng Lâm, "A Ngưng, ngươi trước." Giản Ngưng tiến lên nắm chặt tay nàng, "Nương, ta đã trưởng thành, để cho ta bồi tiếp ngài." An Bình công chúa tay lạnh buốt, thế nhưng là đương nắm chặt nữ nhi mềm mại tay nhỏ lúc, lại đột nhiên cảm thấy giống như là bị rót vào nhiệt độ, nàng lập tức liền không lạnh. Nàng gật gật đầu nhưng quét qua mắt không ngờ phát hiện giãn ngưng tay thanh tím xanh tử giống như là bị người không thách khí dùng sức nắm qua tựa như là nàng vừa rồi nương trước xử lý sự tình giãn ngưng không có phát hiện ánh mắt của nàng an bình công chúa trong lòng vừa chua vừa ấm nhẹ nhàng cầm ngược giãn ngưng tay từng công chúa xảy ra chuyện gì rồi lâm hạ đã ngồi dậy ánh mắt rơi trên người giãn tùng lâm dù sắc mặt không khác thường nhưng một đôi tay lại chăm chú siết thành quyền. Lâm Hạ là công chúa phủ thị vệ thống lĩnh, nhưng An Bình công chúa ngay cả xuất môn đều ít, bởi vậy cùng thị vệ này thống lĩnh một năm cũng nhiều lắm là gặp hai về. Bởi vì thủa thiếu thời so An Bình công chúa nhỏ ba tuổi Lâm Hạ tâm mộ An Bình công chúa, về sau lại cầu được ý chỉ một mực lưu tại An Bình công chúa bên người, cho nên những năm này hắn càng là không chịu thành thân, An Bình công chúa càng là cảm thấy đối với hắn không ở lần trước từ duệ vương phủ gặp qua tề ngọc trở về an bình công chúa vốn là muốn tìm hắn hỏi hắn tề ngọc sự tình nàng nên chuẩn bị thứ gì nhưng về sau đến cùng nhịn xuống không có thể hỏi lối ra không muốn mới bất quá mấy ngày nàng ngược lại là bởi vì phải xử lý giảng tùng lâm đem hắn chiêu tới thế nhưng là không có cách nàng có thể mặc kệ giảng tùng lâm thanh danh lại không thể mặc kệ ba đứa con cái gọi người bên ngoài nàng không yên lòng duy chỉ có lâm hạ nàng biết hắn tuyệt sẽ không nói ra. An Bình công chúa cũng không lo được suy nghĩ mất mặt hay không, chuyện này cần lâm hạ xử lý, người này nàng sớm tối đến rớt. Bởi vậy nàng liền nói thẳng. Giảng Tùng Lâm sớm tại cùng ta thành thân trước đó liền cùng cái này tiếc họ nữ tử quen biết, cùng ta thành thân sau liền cổng ta bên ngoài đưa nàng vì ngoại thất, bây giờ đã sinh hạ một trai một gái, nữ nhi chính là cùng A ngưng cùng tuổi. Ta bảo ngươi tới là... Cái gì? không đợi nàng nói xong, Lâm Hạ đã cả kinh hô lên âm thanh. Hắn cũng không đợi An Bình công chúa trả lời, quay người nhanh chân đi đến giảng Tùng Lâm trước mặt, một thanh nắm lấy giảng Tùng Lâm cổ áo, đem người nhấc lên, người bên ngoài đưa ngoại thất, còn sinh cùng quận chúa đồng dạng niên kỹ nữ nhi. Lâm Hạ dù so giảng Tùng Lâm nhỏ, nhưng đều xuất từ thế gia, thời niên thiếu bởi vì xuất sắc dung mạo và văn võ song toàn thanh danh cực thịnh, giảng Tùng Lâm luôn luôn xem thường Lâm Hạ, cảm thấy Lâm Hạ là mua danh chuột tiếng chi đồ. Cùng sau biết được Lâm Hạ thích An Bình công chúa, nhưng An Bình công chúa lại gả cho với hắn, mà Lâm Hạ thế mà không muốn phát triển, Ứng nghi mặt đãi tại phủ công chúa nhiều năm như vậy, giảng Tùng Lâm đối với hắn là lại chán ghét lại tự đắc. Lại không nghĩ rằng, Phong Thủy Luân chuyển, luôn luôn muốn cúi đầu gọi hắn phò mã gia Lâm Hạ, lại có một ngày như vậy bất kính, nắm lấy cổ áo của hắn miệng đem hắn nhấc lên. Làm càng hắn không lo được bị trần nương tử quản đau thân thể tức hỗn hển dương nanh múa vuốt lâm hạ ngươi thật to gan mau buông ta ra không nhắc tới một lời hắn đã có làm hay không nhưng an bình công chúa lại như thế nào sẽ cầm loại chuyện này nói đùa lâm hạ đã tức bất tỉnh đầu căn bản quên hỏi an bình công chúa dự định như thế nào hắn một tay nắm chặt giảng tùng lâm cổ áo một tay lại nắm thành quyền không khách khí đập vào giảng tùng lâm bên miệng xương gò má khóc mắt Nam nhân cực kỳ tức giận, con mắt xích hồng, khí lực cực lớn. Chỉ có Tiết Tiểu Ngọc trước hết nhất hét lên một tiếng, tận lực bồi tiếp giảng Tùng Lâm kêu đau, chậm rãi đến đau nhất đều hô không ra. An Bình công chúa hốc mắt một ẩm ướt, gặp Lâm Hạ từ đầu đến cuối không có dừng lại ý tứ, mới mở miệng gọi hắn lại, "Lâm Hạ, dừng tay." Lâm Hạ nắm đấm đã cao cao nâng lên đánh ra ngoài, nhưng An Bình công chúa thanh âm vừa ra, hắn ở giữa không trung ngạnh sinh sinh hoặc một cái, đánh tới hướng trong hư không. Giảng ngưng ánh mắt đã trên người lâm hạ không dời ra. Đã mới biết yêu thiếu nữ, như thế nào nhìn không ra ở trong đó thâm ý. Vị này nàng chưa hề chú ý qua lâm thống lĩnh, tự hồ. Thích nàng nương. Lâm hạ buông tay, giảng tùng lâm giống một đám bùn nhão mềm thành một đoàn nằm ở trên mặt đất. Lâm hạ không có quản hắn, trở lại chắp tay hành lễ, công chúa, Ngài có gì phân phó? An Bình công chúa đã thu liễm cảm xúc, nói: "Không cần lại đánh, gõ nát chân của hắn, đánh gãy tay của hắn, đem người giam lại là được." Về phần nàng nhìn về phía Tiết Tiểu Ngọc, về phần nữ nhân này, tìm địa phương xa xa bán, mà nàng một đôi nữ, ta ngưng gọi người nhìn lại, một hồi ngươi đi đem người bắt trực tiếp đưa đi Thành Quốc công phủ, đem sự tình nói rõ, người liền do bên kia xử trí." Lâm Hạ biết An Bình công chúa đây là vì hài tử, dự định đè xuống chuyện này. Bất quá, cái này tự hồ đã là tốt nhất xử trí biện pháp. Chỉ An Bình công chúa từng như vậy thích giảng Tùng Lâm, bây giờ lại hung ác hạ dạng này tâm, nàng có thể chịu được sao? Lâm hạ mắt lộ ra lo lắng, nhìn chầm chầm An Bình công chúa một chút. An Bình công chúa không có nhìn thẳng hắn, trước một bước né tránh. Lâm hạ đang muốn xác nhận, Tiết tiểu ngọc lại đột nhiên khóc lên, Mặc dù An Bình công chúa không nói đem nàng bán đi nơi nào, nhưng nghĩ cũng biết nàng làm sự tình sẽ có như thế nào hạ tràng. Giảng Tùng Lâm một mực nói An Bình công chúa cỡ nào yêu hắn, nhưng kết quả là đâu, lại trơ mắt nhìn xem người bên ngoài đòi mạng hắn đánh hắn. Tiết Tiểu Ngọc sợ, nàng cảm thấy An Bình công chúa sẽ không cần nàng chết, nhưng khẳng định sẽ đem nàng bán đi bẩn địa phương. Nàng xuất thân mặc dù không tốt, nhưng năm đó tại thành quốc công phủ cũng là xem như thiên kim tiểu thư nuôi lớn càng về sau làm giảng tùng lâm ngoại thất mới ăn một chút khổ thế nhưng chỉ là không hào phóng liền đi ra ngoài ăn mặc chi phí lại cũng không kém nếu là bán đi cái kia bẩn địa phương nàng như thế nào chịu được nàng biết cầu an bình công chúa vô dụng chỉ có thể khóc hướng giảng tùng lâm trước mặt bò tam ca tam ca ngươi mau cứu ta ngươi mau cứu ta à ta không muốn bị bán đi loại kia bẩn địa phương giảng tùng lâm nói gì cứu nàng hắn bản thân đều đã bị sợ choáng váng gõ nát chân đánh gãy tay lại không đề cập tới muốn cho hắn mời thái y còn hết lần này tới lần khác để giờ phút này hận không thể hắn chết lâm hạ động thủ an bình công chúa lòng dạ rắn rết đây là độc nhất là lòng dạ đàn bà a hắn cũng không cầu an bình công chúa ánh mắt thẳng tắp bắn về phía giảng ngưng giống bắt lấy cuối cùng một cọng rơm a ngưng a ngưng mau cứu cha nhanh mau cứu cha. Giả ngưng nay đã đối với hắn không có tình cảm, bây giờ trong lòng còn hoài nghi chính mình có phải hay không hắn đổi lại, không phải mẫu thân sinh nữ nhi, nàng cứu hắn. Quả thực là đang nói chê cười. Giả ngưng quay đầu, nên tiếp an bình công chúa có chút bận tâm ánh mắt, lại là nói. Nương, ngài quên phân phó lâm thống lĩnh, là đánh gãy một cái tay vẫn là hai cánh tay, là gõ nát một cái chân vẫn là hai cái đùi. Còn tốt, nữ nhi không có phản bội chính mình. An Bình công chúa thở vào một cái, lại đem vấn đề ném trở về, ngươi cứ nói đi. Giảng ngưng nói. Đánh gãy tay phải đi, dùng tay trái ăn cơm mặc quần áo, có lẽ rất có ý tứ. Chân lời nói đánh gãy chân trái đi, đánh gãy đùi phải sợ là không tiện chân sau đi đường. Giảng tùng lâm mặt đều xanh. Cái này bạch nhãn lan. Đây là hắn thương yêu nữ nhi, là hắn che chở lấy lớn lên, vì nàng tiền trình hao hết thiên tân vạn khổ nữ nhi kết quả đây kết quả cứ như vậy hời hợt muốn đối hắn hung ác hạ sát thủ đều bị tề uẩn nghi triệt để nuôi sai lệch giản ngưng hắn giận dữ hết, ngươi ngươi tên súc sinh này ta là cha ngươi a à? giản ngưng nhìn xem hắn nghĩ đến kiếp trước cái kia còn không có bị xé mở chân diện mục cha chậm rãi nói ngươi không phải cha ta đã chết rất sớm rất sớm trước đó liền chết. Không phải là bởi vì hắn đặt mua ngoại thất, là bởi vì hắn đổi hài tử. Từ hắn lên ý định này bắt đầu, hắn liền đã chết rồi. Giảng Tùng Lâm bị nghẹn lại, lại gặp Lâm Hạ hướng hắn trước mặt đi, nhất thời lại sợ vừa giận, cái trán gân xanh hằng lên. Hắn bỗng nhiên chụp địa, muốn nói ra chân tướng. Tiết Tiểu Ngọc lại thần sắc đại biến, ôm lấy cánh tay của hắn. Tam ca, không được. Nàng nhỏ giọng lại nhanh chóng đem giảng ngưng uy hiếp nói giảng tùng lâm là thật không nghĩ tới giảng ngưng thế mà lại độc ác như vậy nghĩ đến giảng minh châu nghĩ đến giảng thành quý cái kia hai cái hắn thương yêu hảo hài tử hắn do dự chỉ là đương lâm hạ một tay nắm lên chân trái của hắn làm bộ muốn động tác lúc hắn lại không lo được hài tử hắn nếu là không xong hài tử lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu cho nên hắn đến cố lấy mình chậm đã ta còn có cái bí mật, công chúa, ta còn có cái bí mật. Hắn kêu to, rốt cục để lâm hạ động tác chậm dưới, hắn thừa cơ mảnh rút ra chân, lăn đến một bên trừng mắt về phía giảng ngưng, giảng ngưng, cứu ta. Hắn đáy mắt mang theo nồng đậm uy hiếp. Hổ dữ không ăn thịt con, vừa rồi Tiết Tiểu Ngọc cũng đã cáo tri hắn giảng Minh Châu cùng giảng thành quý bị tóm lên tới sự tình, giảng ngưng cũng không sợ hắn sẽ nói. Dù sao từ Tiết Tiểu Ngọc cùng Giảng Minh Châu nơi đó đều có thể biết, hắn là phi thường đau giảng minh châu cùng giảng thành quý giảng tùng lâm không nghĩ tới giảng ngưng cư nhiên như thế không có sợ hãi cho dù tiết tiểu ngọc ở một bên gắt gao nắm lấy cánh tay hắn nhắc nhở hắn hắn vẫn là nói giảng ngưng ngươi cái này bạch nhãn lan ta vì ngươi làm nhiều như vậy thậm chí bốc lên có lỗi với công chúa nguy hiểm thế nhưng là ngươi ngược lại là tốt đây là vì ngươi tu hú chiếm tổ chim khách có được thân phận liền cha ruột cũng mặc kệ sao An Bình công chúa cùng lâm hạ chấn kinh. Giảng ngưng trần nương tử cùng tiết tiểu ngọc, lại là kinh ngạc. Không nghĩ tới giảng tùng lâm lại còn nói. Không để ý con cái ruột thịt, vì mình an nguy, lại còn nói. An Bình công chúa nhíu mày, đưa tay ôm giảng ngưng bả vai, trợn mắt nhìn về phía giảng tùng lâm, giảng tùng lâm, ngươi còn muốn nói điều gì? Giảng tùng lâm đã không thèm đếm xỉa, giảng ngưng không cứu hắn, hắn chỉ có dựa vào giảng Minh Châu. Giảng Minh Châu nhất định sẽ cứu hắn, đây chính là từ nhỏ đã phá lệ nhu thuận hiểu chuyện, đặc biệt hiếu thuận hài tử, đứa bé kia mặc dù là an bình công chúa sinh, nhưng lại cũng không có ác như vậy độc. Hắn vội vàng nói. Nói cái gì, công chúa ngươi sợ là còn không biết đi, giảng ngưng căn bản không phải con gái của ngươi, nàng là ta cùng tiểu ngọc sinh. Còn con gái của ngươi, là ta một mực nuôi dưỡng ở tiết tiểu ngọc chỗ giảng Minh Châu, nàng từ nhỏ đã hiếu thuận hiểu chuyện, ngươi hôm nay nếu như dám xuống tay với ta minh châu sẽ không tha thứ cho ngươi cũng sẽ không nhận ngươi ngươi sẽ vĩnh viễn bị con gái ruột quán hận lấy an bình công chúa chỉ cảm thấy đầu đều bị cuốn choáng đây là tại nói đùa sao a à ngưng không phải nữ nhi của nàng làm sao có thể giảng tùng lâm ngươi nàng cười lạnh vừa mở miệng giảng tùng lâm lại lần nữa cất cao thanh âm đè lại nàng ngươi coi ta là lừa ngươi sao không tin ngươi chỉ cần nhìn xem giản ngưng sắc mặt, nàng sớm đã biết chuyện này, bây giờ làm như thế, đơn giản là muốn diệt trừ hết thảy hậu hoạn thôi. Ngươi đương nàng vì cái gì mang đến tiểu ngọc, lại muốn đem Minh Châu cùng quý ca nhi giam lại. Nàng đây là tại cầm quý ca nhi áp chế chúng ta, ta thực sự không đành lòng ngươi bị xuất sinh như vậy lừa, ngươi cũng đã biết, ngươi trễ một bước, ngươi con gái ruột nói không chừng liền phải chết. Cho dù giảng Tùng Lâm nói đạo lý rõ ràng, nhưng an bình công chúa y nguyên không tin nhưng là lâm hạ nhìn xem giảng ngưng sắc mặt lại tin mà an bình công chúa ngăn đón giảng ngưng từ cũng cảm giác được ra giảng ngưng toàn thân căng cứng rõ ràng không thích hợp mà chờ giảng ngưng mở miệng lúc nàng càng là phát giác giảng ngưng thanh âm đều đang run rẩy ngươi nói bậy Giảng ngưng nói ngươi cùng tiếc tiểu ngọc các ngươi trăm ngàn chỗ hở ngươi thật coi ta sẽ tin thật coi nương sẽ tin Tiết tiểu ngọc lại là người thông minh lại giải giảng tùng lâm mặc dù mới bị giảng tùng lâm cử động khí hận không thể cắn chết hắn thế nhưng là giờ phút này nàng lại biết làm thế nào càng tốt hơn nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt khóc hướng giảng ngưng trước mặt bò a ngưng thật xin lỗi thật xin lỗi lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a à, ta không thể vì ngươi mặc kệ quý ca nhi chết sống a à ngưng ngươi muốn hận liền giết ta đi không thể hại quý ca nhi A, à. còn có Minh Châu, Minh Châu là cái hảo hài tử, nàng biết được thân thế lại không trách ta, A à ngưng A, à. ngươi không thể đoạt nàng hết thảy còn muốn giết nàng, ngươi thiếu nàng, ngươi đến còn A. À. Nàng leo đến giảng ngưng trước mặt, giảng ngưng lại không biết như thế nào phản bác. Nàng đích xác lưu lại giảng Minh Châu. Đây vốn là cầm tiết tiểu ngọc tay cầm, bảo nàng không nên nói bậy, cốt lưu cho nàng thời gian đi thăm dò chân tướng nhưng bây giờ tiết tiểu ngọc trả đũa, cái này lại thành nàng tay cầm. Giảng Tùng Lâm, hắn sao có thể, sao có thể là như vậy người? Hắn sao có thể mặc kệ giảng Minh Châu cùng giảng thành quý, vì tự vệ nói ra đây hết thảy đâu? Giảng ngưng thật không nghĩ ra, hắn là đối cái nào hài tử cũng không đau sao? Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy, ta không phải. Giảng ngưng hô. Ta nếu là ngươi sinh, vì cái gì cùng nương giống như vậy, vì cái gì cùng ngươi lại không giống ta nếu là ngươi sinh nhiều năm như vậy ngươi vì cái gì chưa từng đến xem ta ngươi không nghĩ ta sao ta nếu là ngươi sinh ngươi vì sao lại đau giảng minh châu quá nhiều ta cái này bình thường sao lại có nàng mảnh quay đầu nhìn về phía an bình công chúa nương ngài biết đến ta sẽ không vì bảo trụ thân phận này làm cái gì ta căn bản là không có muốn làm vị hoàng hậu kia an bình công chúa sắc mặt đóng băng như băng nàng nói a ngưng ngươi đừng nói trước đi ra ngoài trước gọi người đem hai đứa bé kia nhận lấy giảng ngưng chỉ cảm thấy trong đầu quanh một tiếng một cây căng cứng dây cung đoạn mất nương đây là không tin nàng nương nàng nhỏ giọng hô an bình công chúa một tiếng an bình công chúa chỉ thúc giục nói nhanh đi giảng ngưng hướng trần nương tử nhẹ gật đầu trần nương tử lo lắng liếc nhìn nàng một cái đi ra An Bình công chúa quay đầu, ánh mắt rơi trên người giảng ngưng, A ngưng, ngươi đi ra ngoài trước. An Bình công chúa mặt không biểu tình, giảng ngưng liền hỏi một tiếng nàng có phải hay không tin cũng không dám. Nhưng lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn ra cửa. Lâm Hạ tiến lên, đóng cửa lại. Một cánh cửa, giống như sinh sinh tách rời ra hai thế giới, giảng ngưng lẻ loi trơ trọi đứng tại cổng, thiên càng phát ra lạnh, một trận gió lạnh thổi qua, Giả Ngưng trong lòng bỗng nhiên vô cùng sợ hãi. Không phải thật sự, cái này nhất định không phải thật sự. Giả Ngưng. Một đạo quen thuộc giọng nam đột nhiên vang ở bên tai. Giả Ngưng nghiêng đầu, trông thấy trên trán chóp mũi đều mang theo mồ hôi bùi cẩn, giống như là xông vào tiếng phủ công chúa. "Tiểu Cửu Cửu." Thanh âm của nàng khàn khàn, lại mang theo tràn đầy ủy khuất. Bùi Cẩn đưa tay, cầm thật chặt tay của nàng, "Giả Ngưng, theo ta đi." bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video